cái quạt để đây mà thổi ra mà bán ngắt cho hết đi để làm gì? Để lấy thêm bộ cắm đen nhà chứ thổi ngoài vào hơi nóng, thổi vào đây. Tôi chép cái điện thoại của mình đâu rồi? À đây rồi. Đây, tôi bóc cả mới cho. Cười này ra cho nó không bóc. Bye bye. Chị chạy làm gì đấy? Mưa rồi à gì? Chưa. Mưa rồi là không. Ngày mỏi vẫn chưa mưa được. Ngày đêm một dạng sáng. Mà ví dụ tí mưa thì mới bỏ khăn tắm ra rúc đầu vào đấy. Mưa để tắm mưa cũng được cho mát. Đấy, mưa rồi. Ăn mì tôm tiếp không Hảo kìa, Ngọc Mười lại vào hóng hết rồi. Thôi không ai mà úp cho nhà bà được. Đấy. Ôi bà Cường không biết chiều nay thôi. 5 con vịt rời. Ngồi ăn mì tôm tranh nhau húp rụp ra. Má sư huệ. Tự dưng nào lại thấy ngon đấy chứ nhở. Cháu này, Hảo này, Lan này, Thảo này, Ngọc này, Phương này. À Phương không ăn chứ. Vợ chồng nhà Sơn. Ăn thấy ngon nhưng mà tự nhiên mà đi úp bát mì tôm thì chắc chả ai ăn. Thế. Lại còn nóng nồi này nữa. Bán với chậm buồn. Ô cái dây buộc này buộc lâu quá rồi, chắc phải lấy cái dây khác đi chứ, cái dây này để buộc đến nửa tháng này. Thôi buộc tạm nốt hôm nay. Thế bảo sao các chị không chịu mua? Thôi, chẳng đi phát. Mưa chưa Huyền Anh? Sắp mưa rồi chị ơi. Em chúng mày vừa kêu mưa rồi. Em bảo mưa rồi đâu mà bảo sắp mặt. Ôi, sao mà buồn ngủ kinh khủng thế không biết đâu. Bật quả lê. Buồn mới bán thì sẽ bèo ra rồi vào hỏi cho rõ lắm mùi, chán hết mùi. Chán hết mùi. Cái quạt đấy để hẳn ra cái góc chỗ kia đem. Chợ mùi, để hẳn ra cái góc bên ngoài. Quay mình cái góc. Cắm vào cái ổ này. Nhà em đang thèm mưa quá, Hà Nội cũng đang thèm mưa quá đây các chị. Rồi lên lúc thôi nghỉ con đi ngủ cái, nay ốm rồi mệt quá. Thank you. Hello mọi người nha. Ôi trời ơi, em ơi lấy luôn cho chị cái gì nhỉ? Zip đánh răng bé vào đây chị. Lên luôn. Ờ chỗ em mưa à? Chưa mưa chị ạ, nhưng sắp mưa rồi. Nay nóng quá trời quá đất luôn bác ơi. Mấy ngày hôm nay nóng kinh khủng, toàn trong nhà 40 độ ngoài trời đến hàng 50 ấy, 47, 48 độ ngoài trời luôn, kinh khủng. Sợ luôn đấy các chị. Nhắc pre chị để thỏa luôn em ơi. Mọi người vào nhấn chia sẻ lên giúp em nhá. Chia sẻ về trang cá nhân, chia sẻ lên vài hội nhóm cho nó đông vui. Vui 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 vui. Zip đánh răng cho các chị em mình. Không, em không có bán máy xay nữa đâu chị ơi.
Bán máy xay để có mà người ta bóc phốt em à. Bán này lỗ trống vó ra. Bán bây giờ về bán 185.000. Thôi để cho các bạn ấy bán, các bạn ấy còn kiếm tí. Em bán rẻ quá thành ra là nhiều người lại kêu. Mọi người vào nhấn chia sẻ lên giúp em cho các chị nhá. Tối nay lại không thấy thống kê được lượt chia sẻ rồi. Kiểm tra trực tiếp vậy. Ai chưa chia sẻ nhấn chia sẻ lên nha các chị ơi. Mấy người không chia sẻ đừng có vào comment làm gì hết. Em ơi, chọc có lên đây không? Mẹ bế chọc tí nào. Ôi, chọc ơi, đeo ăn vải nhỉ. Chọc cẩn thận cho bố hết ra, chọc chào các bác đi. Hello đi. Xin chào đấy, con vẫy tay chào các bác đi. Xin chào. Con chào là Lưu Xuân Bom. Con là Bom hay hát. Con là Bom đầu chọc. À cái con chỉ cho bác cái đầu chọc của con đâu, đầu chọc con đâu? Đầu chọc đâu? Đầu thông minh đâu? À cái đầu thông minh đấy, cái mắt đẹp đâu, mắt đâu? Đúng rồi, mũi đâu? Mũi. Đúng rồi, răng đâu? Răng đâu? Đúng rồi, mồm đâu? Lưỡi đâu? Tai đâu? Đúng rồi, chân đâu? Đúng rồi, tay đâu? Rồi, cổ đâu? Cái cổ rụt đâu? À, cái cổ rụt đấy. Cái pít đâu? Cái pít cơ mà, à cái pít. Đúng rồi, cái pít đây. Cái con cu cu đâu? Cu cu ở chỗ nào? À đúng rồi, cu cu ở dưới đấy. Biết hết rồi, cái gì cũng chỉ rồi. Mỗi tội tóc còn có vài sợi này. Mỗi tội tóc còn có vài sợi thôi các bác ạ. Ba con cạo chọc hết rồi. À ba cạo hết tóc con đúng không? Ồ, cho ba ư quá, ba cạo hết tóc nòi à? Ừ. À đúng rồi, ba cạo ở ngoài đấy, nó rơi hết xuống à? Ba cạo hết cả tóc nòi nhỉ? Rồi à, yêu đấy. Máy xay rừng sướng lắm. Thế tóc mẹ đâu, tóc mẹ đâu? Đúng rồi, tóc mẹ đấy, mắt mẹ đâu? Mắt mẹ đâu, mắt đẹp mẹ đâu? Đúng rồi, mồm mẹ đâu? Nó mồm Bom đấy à? Ông chào các bác. Ông chào các bác. Ông chối đây. Ông còm đây này các bác này. Em Bom đứng lên em, ông chào các bác đi. Úi dồi ôi, xéo lên cái váy của mẹ kia, bẩn hết váy mẹ rồi, thôi thôi. Bẩn hết váy mẹ rồi đây này. Ra đây nào. Ra đây bà. Ra đây với bà đi. Ái dạ. À nhớ nhá. Ái dạ. Nhớ nhá, được rồi. Bà đi ra bà nó đấy. Bà đi yêu anh sau đấy. Bà đi ra bà nó đấy. Bà yêu anh sau, à bà yêu cô Tuệ. Thôi chết rồi, bà yêu cô Tuệ rồi. Không hiểu Bom cô. Thôi bà yêu cô Hiền Anh. Bạn này giống bố quá ấy. Bom chị ạ, bạn này thì giống hệt bố, bạn sâu còn pha được cả yêu mẹ. Yêu Cường. Đúng rồi, yêu Hiền Anh. Yêu nhau, không yêu bố. Nói ra nó vã trò. Mọi người vào chia sẻ lên giúp em nha các bác. May lên cho các chị một chút cho vui đi, em định nghỉ mà em lên xíu. Lên xíu cho nó đỡ buồn, các chị ạ, nghỉ thì cũng buồn. Chốt hết đơn rồi đúng không? Xong hết đơn rồi đúng không? Đấy các bạn ấy đã chốt xong hết đơn rồi, đơn này em like để sáng mai cho các bạn ấy chốt. Mọi người vào nhấn chia sẻ lên giúp em nhá. Rồi lên luôn cho các chị em mình bàn chải bé đó, 15.000 đồng một set 4 cái. Comment vào đây cho em luôn là T2. T2 giúp em nha các chị, 15.000 đồng một set 4 cái. Bán cho các chị em mình 18.000 đồng một set về, các chị đã khen rẻ quá trời rồi. Cái này kỷ niệm có 15.000 đồng một set 4 cái rồi. Cái này từ 1 tuổi trở lên như nhà em, cả bạn Sâu bạn Bom đều đang đánh. Cả bạn Sâu bạn Bom đều đang đánh màn chải đánh răng bé này luôn. Comment vào đây giúp em là T2 luôn cho em nha các chị. Vừa bán vừa kỷ niệm T2. Giá là 15.000 đồng 4 cái. Chị nào mình cũng nên mua về cho con cháu dùng như bạn Bom nhà em. Bạn đã biết đánh đâu nhưng mà vẫn phải cho bạn đi toàn bán rũa trong mồm này, cho nó bớt đi những cái chân răng nó đỡ bị bám cơm, bám bột, bám cháo vào đấy. Đấy hoặc là nó khua khoáng trong lưỡi đi, trong lợi đi, trong lợi hoặc là lưỡi đi cũng được, cho các chị em mình cho nó sạch nha các bác nhá. Còn bạn Sâu thì ngày đánh 2 lần rồi quen rồi. Đấy Sâu nhà em đang dùng cái này, trai gái nhà các chị đều dùng được hết. Comment vào đây cho em luôn là T2 kèm theo số lượng set cho em. T2 kèm số lượng set nhá, 15.000 đồng một set 4 cái. Ôi giời, có những chị mua về bảo Giang ơi chị mua một set một cái này là 23.000 rồi. Các chị mua một cái đã 23.000 rồi đấy. Mà đây 15.000 được những hẳn 4 cái xinh như thế này luôn này. Xinh lắm, cái hình tay mèo tay biết. Em nhắc lại một lần nữa nhá, đừng ai hỏi máy xay. Các chị đi ra ngoài các chị hỏi đầy người, người ta bán máy xay đấy. Các chị bảo các chị mua, em đã thông báo là em không bán máy xay nữa rồi. Nhá. Vừa mới trả lời người này xong người khác lại hỏi máy xay. Bao giờ về máy xay em ơi, có về máy xay nữa em ơi, còn máy xay không em ơi, bán máy xay đi.
Em không bán máy xay nữa ạ, lưu ý giúp em nha. Rồi em chốt T2 cho các chị em mình này. Cái này để lại thêm một set nữa cho sâu đi, sâu nó để lại một set mà hôm trước chẳng biết mất đâu, mất hai cái rồi. Cái này 1 tuổi trở lên bắt đầu các chị cho dùng thoải mái luôn, cho em bắt đầu mọc răng nhá. Rồi T2 này, T2 2 set cho Quỳnh Vũ này. T2 cho chị Mai Loan 1 này. Mai Loan có luôn một set T2 15.000 đồng một set cho các chị em mình. Comment vào đấy cho em là T2 giúp em nhá các chị nhá. Mình không hỏi còn cái nọ không còn cái kia không, em lên cái gì các chị biết cái đấy thôi. Chị Mai Loan có rồi chị ơi, 15.000 đồng 4 cái, gớm chia ra được mấy nghìn một cái. Chia ra gọi là mấy nghìn một cái, 6.000 một cái á. Sao? À đây là mấy nghìn? Chưa đến 4. Ôi dồi ôi, tôi chết rồi. Gọi cho là 4.000 một cái đi. Đúng ạ, mà còn chưa tròn 4.000. Ok, cho hạt tiêu có luôn một cái đi. Comment vào đấy cho em là T2 giúp em nha các chị. Giá là 15.000 đồng một set 4 cái. Lên cái nào biết cái đấy cho em, thì em lên cho nó vui. Em ơi vứt cho chị loa quên mất lại không nhấc cái loa trên kia xuống. Lấy chị loa đây vào đây bật nghe nhạc cho nó vui đi. Live với chả liếc. Còn bao nhiêu loa nốt cho chị đi. Cho nó đỡ buồn rầu. Live tí nữa mưa rồi nghỉ. Nghỉ rồi đi đi dạo phố. Lượn lờ đi dạo phố bằng xe cho nó mát mẻ. Comment vào đấy cho em nhá. T2 cho chị khoảng lặng một set luôn này. Để ra đây em ơi chị thả cho. Kiếm một cái thùng nữa đi. Comment cho khoảng lặng có T2 này. Cho Trần Thúy có T2 này. Trần Thúy có luôn T2 này. Chờ em chút xíu để cho nhân viên kiểm loa đã. Nào, một đứa bật lên cho chị. Bật lên kết nối cho chị. Ơ quên mất cái trên phòng của chị. À, chị để một cái trên phòng luôn đấy. Tùy bật đi nào. Đấy, kết nối đây để chị kết nối vào Bluetooth nào. Để chị kết nối cái nào. Cho nó đỡ buồn rầu. The Bluetooth device is connected successfully. Làm cái nhạc cho đỡ buồn. Chị em mình kết nối vào Bluetooth này. Các chị em mình có thể dùng thẻ nhớ cho em thoải mái luôn nhá. Các chị nghe nhạc, nghe nhiếc này, nghe kể chuyện cho bé, các thứ đều ok hết luôn cho em. Còn kem chị ngứa không còn đấy chị ơi, lát nữa em lên cho. Các chị có biết bài này bài gì không? Nghe cho đỡ buồn. Thế đến đây không? Có thể để em ôm lấy anh không? Đừng trách móc sao em quá phiền, cũng đừng hỏi em nên hay sao. Dù đã chia tay cũng chớ vô tâm đến vậy.
chết rồi. Nghe bài này lại thấy nó buồn quá. Nhớ chồng quá, không khi phải gọi chồng xuống thì ngắm cái. À, loa này thì các chị em mình dùng rất là tiện luôn. Các chị có thể dùng thẻ nhớ nhá. Thẻ nhớ khi mà các chị lắp vào thì ví dụ như nhà mình có người già, có bố mẹ, các chị dùng một cái thẻ nhớ đấy, các chị em mình loát nhạc về, tải nhạc về này, ra ngoài quán bảo người ta tải nhạc cho rồi này, tải hoặc là tải những cái bài pháp luân công này, hoặc là những cái về Phật pháp các thứ này, hoặc là nói chung là rất là nhiều cái để các chị em mình tải về để nghe luôn. Còn nếu như cho các chị em mình, như chị em mình thì có điện thoại, mình có thể kết nối Bluetooth cho em nha các bác nhá. 85.000 một cái. Cái này hết pin là các chị lại sạc thôi, còn nó có cổng để cho các chị em mình lắp thẻ nhớ vào đây này. Trên này thì có nút điều chỉnh to nhỏ này, next bài này, tạm dừng này. Đấy, vừa nãy là em tạm dừng nhá, rồi em bấm luôn này. Đấy, các chị nhìn cho em bấm, các chị em mình bấm cho em vào cái nút giữa này này, cho em vào đâu mà cái này của mình khóa mất rồi. Là các chị em mình bấm được luôn. 85.000. Mã giúp em là loa là được. Loa là được, chỉ cần lên cho em là loa nhá, 85.000 đồng một cái. Nghe kỹ cho em nha. Tiện lắm luôn ý, đi chơi này, đi picnic này. Ví dụ như các chị em mình đi tập thể dục này, các chị em mình tập gym này, hoặc là các chị em mình đi câu cá, như nhà em thì hay đi câu cá, hoặc thi thoảng có ra công viên đấy các chị. Mình ra công viên mình tập thể dục, hoặc là mình ra công viên mình ngồi mình ăn đồ nướng, hoặc là nói chuyện với nhau ấy, hoặc là đi picnic đấy, thì có cái này rất là thích luôn. Loa vào đấy cho em nhá, 85.000 đồng một cái. Chốt loa chị này. Cái này chỉ cần Bluetooth luôn chị ơi, không cần phải cắm cái gì cả, hết luôn nhá, hết pin là sạc thôi. Đấy, còn đâu là nếu như các chị em mình chỉ cần bắt Bluetooth từ điện thoại ra cái là được. Các chị có thể mở xem phim, hay là các chị em mình ví dụ nhà có con nhỏ ấy, các chị em mình mở những câu chuyện từ YouTube ra, xong các chị cắm vào loa này để đầu giường cho các bạn ấy nghe. Hoặc là có một cái thẻ nhớ tải những cái bài hát du hát riếc về cho con nghe cũng được cho em luôn nhá. Rồi em chốt loa luôn này. Loa cho em say rồi. Loa cho hạt tiêu một cái. Loa cho hạt tiêu, loa cho tiểu thư ngốc, loa cho chị Nguyễn Vân, loa cho Ngọc Liễu, loa cho Thúy Em, loa cho Nguyễn Thị Ngọc, hai cái loa cho Phương Anh BB, loa cho Vàng Thị Bà, loa cho Diệp Ngọc. Diệp Ngọc có luôn hai cái loa cho chị Chi Mỹ, loa cho Anna Thảo Trần. Anna Thảo Trần có luôn cho chị Ngô Thu Phương một cái loa. Em chào chị Quang Đức Đào nhá. Phương Anh BB có hai chiếc rồi, loa cho bác Thúy Trần. Loa cho chị Ái Nữ. Ái Nữ có luôn loa này, lên luôn cho em loa là được. Loa cho chị Nguyễn Vân một cái. Anna Thảo Trần có rồi. Cái này dùng tiện các chị ạ, dễ dùng. Ok, cho chị Nguyệt Anh có luôn một cái loa. Bác nào chưa được mình lên vào đấy giúp em là loa cho em nhá. Thật sự với các bác mình là nó vô cùng là tiện luôn. Comment vào đấy cho em là loa là được nha các chị. Thích cực kỳ luôn cho các bác. Cứ comment cho em là loa nha các chị. Nghe kể chuyện cho em được luôn, cho con nghe kể chuyện. Cái này mà nghe những chị nào thất tình là thôi rồi, nghe bài này là buồn rồi. Rồi loa cho Thu Huyền này, loa cho chị Điệp Nguyễn này, loa cho bác Dương Minh này. Dương Minh này. Dạ vâng chị ơi, kết nối với điện thoại đấy chị. Dương Minh có luôn loa, loa cho chị Lê Ánh Dương này, loa cho chị Lưu Tê Kiều Oanh này. Lưu Tê Kiều Oanh có con ra với bà đi. Loa cho Xuân Thanh này. Xuân Thanh có loa luôn ạ. Rồi con đi ra với bà đi để cho mẹ like. Xuân Thanh có rồi, còn chị nào chưa được nữa mình lên cho em. Loa cho chị Thanh Tâm có này. Thanh Tâm có luôn loa, mình thích mình ví dụ đây này, kết nối với điện thoại này này. Hoặc các chị em mình làm cái thẻ nhớ tải các bài hát về cho em đều được nhá các chị nhá. Đấy, các chị làm các ví dụ như các chị em mình có thể mở những câu chuyện cổ tích này, chuyện cổ tích cho bé này. Đấy, ví dụ như các chị em mình chuyện cổ tích cho bé, nhiều khi mình không có thời gian ấy thì mình có thể mở cho con nghe nhá.
chuyện không phải xem tivi lúc nào cũng tốt đúng không các chị? Cái này các chị em mình để văng vẳng ra cho con nghe, cho các bạn đi tiếp thu được này. Thi thoảng các bạn nhiều khi trẻ con nhá, nó xem trên tivi chứ chắc nó đang nhớ đâu, nhưng các chị cho nghe những cái này các bạn ấy nhớ được đấy. Đấy, ví dụ như là nghe những câu chuyện này, sự tích bốn mùa này các chị này, kết nối thoải mái luôn đây. 85.000 một cái chị ơi. Đấy là các chị em mình có thể là cắm vào mình các chị em mình có thể nghe. Ở khai thiên lập địa, khi con người mới xuất hiện, khái niệm bốn mùa không hề rõ ràng như bây giờ. Khi đó, thời tiết thay đổi không theo một quy luật nào hết. Ban ngày là nắng gắt, trưa đến là mưa rào, buổi chiều là thời điểm cho những cơn gió lốc hoành hành, và màn đêm là sự xuất hiện của những cơn bão tuyết cùng cái lạnh cắt da cắt thịt. Đấy, trong hoàn cảnh các chị em mình nghe thấy nó rất là ấm luôn, rất là thích. Các chị em mình nói chung là được nhiều tác dụng lắm. Điệp Nguyễn có loa rồi chị ơi, rồi loa cho chị Diệu Anh một cái, loa cho Ngọc Tươi tóc xinh. Ngọc Tươi tóc xinh có T2 cho chị ái nữ, 85.000 một loa nha. Nhà em lấy về để đi câu cá, mấy anh em nghe mà thành ra nhiều chị hỏi quá, thế thành ra lại bán cho các bác luôn. Rồi loa cho Nguyễn Thị Thu Thảo một cái, Nguyễn Thị Thu Thảo có luôn loa này. Bác nào chưa được lên comment để cho em là loa nhá, qua mã cho các chị luôn. Còn zip đánh răng bé là T2 chị ơi, loa cho chị Mi Tâm, loa cho chị Xoan Phan. Xoan Phan có, Mi Tâm có này. Rồi lăn nách với sen to còn cho chị, với ok cho chị Hồng Diên nhá. Hồng Diên một lăn nách với một sen to luôn. Zip đánh răng của bé mã là T2 chị ơi. Zip đánh răng bé là T2, 15.000 đồng một set 4 cái nhá. 15.000 đồng một set 4 cái, lên cho em là T2 là được. T2 là zip đánh răng bé. Loa là 85.000 một chiếc em ơi. T2 cho Nguyễn Tê Hồng Ngọc này. Các chị em mình lấy zip đánh răng bé lên và đấy cho em là T2 nhá. Đấy, dây buộc tóc này để đống đâu ra, hôm nay tìm không thấy hả em? Trưa nay chị bảo xuống tìm đi, chúng mày bảo còn có một cái đấy thì còn có một set. Trưa nay bao nhiêu người hỏi là dây buộc tóc luôn. T2 cho Tiểu Thư Ngốc, T2 cho chị Thúy Trần không giấu. À, chị Thúy có giấu, Trần không giấu. Rồi còn chị nào mình chưa được mình lên vào đấy cho em là T2 giúp em nhé, để em qua mã này. Qua mã cho các bác, vứt cho chị thuốc ngứa đây em ơi. Thuốc ngứa comment cho em là T1. Rồi T2 2 set là chị Thanh Tâm. Ok, Thanh Tâm có luôn này, thêm một cái loa nữa cho Nguyễn Thị Thu Thảo. Ok, Nguyễn Thị Thu Thảo hai cái loa này. Rồi chị nào mình lấy mình lên vào đấy cho em loa nhá. Còn zip đánh răng bé lên cho em là T2 nào, thuốc ngứa đấy. Kiếm chị cái thùng đó chị để thuốc thả thuốc ngứa nó. Thuốc ngứa các chị lên comment cho em là T1 kèm theo số lượng giúp em. T1 kèm theo số lượng 29.000 đồng một tuyết. Cái này thì to hơn cái cũ nên các chị em mình tiện mình tranh thủ mà mình mua. Hộp này được nhiều hơn hộp cũ nha các chị, giá 29.000. T2 cho Trương Thị Dung kìa. Xoan Phan có loa rồi chị ơi. Loa là 85.000 chị nhá. Loa là 85.000 một cái. Cái này các chị lên comment cho em là T1 kèm theo số lượng, thuốc ngứa là T1 nhá. T1 kèm theo số lượng giúp em. Đơn hồi chiều những chị nào được chốt là đi hết rồi, chỉ còn mấy đơn các chị chưa chuyển khoản. Nhân viên chưa check, kế toán chưa check là còn thôi, còn đâu là đi hết rồi. Cái này comment cho em là T1 kèm số lượng, T2 là cho Vàng Thị Bà kìa. T1 là thuốc ngứa, cái này thì nhà nào mình cũng nên dùng, các chị bảo nó chuẩn bị mùa mưa này. Mùa nóng, mùa hè này, mùa mưa này. Nước ăn chân tay thì gọi là quá nhanh, các chị cứ thử lội nước cho em. Lội cho em nước ao, nước hồ, các chị lội cho em ngày thôi, về tối đến các chị em mình gãi chân ngay. Nó gọi là nước ăn chân tay này. Chị cho em này nấm móng, nấm da đầu, nứt nẻ chân tay. Nước ăn chân tay, gãy lở, hắc lào, lang ben, muỗi đốt, côn trùng đốt cho em. Đấy, hoặc là những cái trường hợp các chị em mình bị mẩn ngứa, nổi mề đay, dị ứng thời tiết, dùng cho em quá sướng luôn. Hoặc da các chị em mình bị bỏng, nó đang cái quá trình lên da non, nó ngứa, gãi đến rớm cả máu ra, các chị bôi vào cho em luôn. Con này an toàn cả với vết thương bị chảy da luôn nha các chị nhá. Dùng quá ok cho em luôn, 29.000 đồng. Những chị nào mà mình bị vẩy nến ý, vẩy nến tổ đỉa ấy, các chị dùng cho em cái này cực kỳ là sướng luôn. Mã là T1 kèm số lượng. Rồi chị Vàng Thị Bà là có T2 rồi. Chị ơi đừng lên nữa, em đã đọc có chị T2 từ nãy rồi. Rồi em bắt đầu chốt T1 nha mọi người. T1 vào đây cho em ạ. Vàng Thị Bà đừng lên T2 nữa chị ơi, em đã đọc chị từ lúc nãy rồi. Mà chị comment 80 lần cái T2 rồi. T1 hai lọ cho Nguyễn Thị Thu Thảo này, T1 cho Hồng Diên này. Loa là 85.000 mình ơi. T1 cho Nguyễn Thị Thương không giấu này, Nguyễn Thị Thương không giấu có nha. Chị Vàng Thị Bà em nhắc lại một lần nữa, chị đừng có lên comment T2 nữa chị ơi. T1 hai tip cho Phan Hồng Hồng này. Loa cho chị Hiền Lưu một cái này, Hiền Lưu có luôn loa. Thuốc ngứa là mã T1 cho em ạ nhá. Vàng Thị Bà nghe kỹ vào đấy hộ em, là đừng comment mã T2 nữa. Em đã đọc cho chị rất là to và rõ ràng rồi. Một mình chị lên đến là 80 cái comment.
thì những người khác comment làm sao được hả chị? Nhớ lưu ý vào đấy cho em. Chuyển khoản rồi cứ gửi giao dịch vào đấy. Nhà em các có kế toán check chị ơi. Rồi T1 3 tiếp là chị Tạ Quỳnh Thơ. Ok bác Tạ Quỳnh Thơ có luôn này. Cái này mà các chị em mình mà kiểu là, ví dụ như các bác mình T1 một lọ cho chị ái nữ. Nhà các chị có người già trẻ em hoặc là các bác mình ở nông, nhà nông thì em nói thật không thể thiếu được. Ở quê với cả mùa gặt mùa giết các thứ này nhặng ngứa các chị không thể thiếu được cái này. Mua cái này rồi mới biết là biết mình biết đến cái này muộn quá. Có những chị mua về mà hàng xóm hỏi tự dưng lại thành ra quay ra bán cái này. Lại thành ra quay ra bán cái này lấy toàn hàng mấy chục hộp về để bán thôi. Cái này các chị cứ bán tầm khoảng 55.000 một tuýp quá ok luôn, không vấn đề gì nhá. 55.000 đồng một tuýp. Còn em bán kỷ niệm trên live đây cho các chị là 29.000 đồng. Mã là T1 kèm theo số lượng vào đấy cho em là được 29.000 đồng. Hiền Lưu có loa rồi chị ơi. Rồi T1 cho chị Duyên Nguyễn có luôn T1 này. Comment vào đấy cho em là T1 giúp em nhá chị nhá. Loa có mà loa em đang lên mã là loa đấy chị. Loa giá là 85.000 đồng một cái. Comment giúp em là loa là được. Nào em ơi vứt luôn cho chị kéo đây em ơi. Cái này cứ để đây đi. Lên chá có buồn lên luôn. Rồi lên kéo cho các chị em mình nhá. Kéo thì cắt cho em này. Từ cắt ngan, cắt gà này, cắt chim quay, rồi là vịt quay các thứ này, tỉa cây cảnh này đều được hết luôn cho em. Kéo là 39.000 một cái kéo nhật. T1 hai lọ ok chị Thanh Tâm. Hả hai lọ T1 em. À, cho em thêm T1 nữa, Hồng Diên thêm lọ T1 nữa, T1 cho Trần Thúy. À Trần Thủy. Trần Thủy có luôn T1 này. Kéo lên comment cho em là K39. K39 kèm số lượng vào đấy cho em nha mọi người. T1 hai tuýp cho Học Đình. Ok Học Đình có hai tuýp T1. Kéo này lên comment cho em là K39 kèm theo số lượng giúp em. K39 kèm số lượng nha, 39.000 đồng một cái kéo. Ôi giời, Duyên Nguyễn có T1 rồi chị ơi. Ngồi mà nghe nhạc cho nó đỡ buồn chứ lai lủng gì cái tầm này không biết. Các chị chuyển khoản cứ chụp giao dịch vào cho nhân viên là được chị ơi. Cảnh thời tiết khắc nghiệt như vậy đấy, không một loài sinh vật nào có thể phát triển. Cây cối khắp nơi thì cằn cỗi, người dân trên trái đất rơi vào hoàn cảnh lầm than. Thời tiết thế này thì làm sao chúng ta có thể sống được? Đúng vậy, chúng ta không thể làm bất cứ việc gì cả. Cây cối thì cằn cỗi, súc vật thì chết hết. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chỉ có ông trời mới cứu được chúng ta thôi. Thời đó, ở một vương quốc nọ, có một chàng trai nghèo tốt bụng tên Robert. Sau khi nghe những lời quán than của người dân, chàng quyết tâm tìm đường lên trời. Đấy, các chị em mình có thể là cho con nghe chuyện này, hoặc là các chị em mình nghe, nhà có người ốm thì mình nghe kinh Phật này, hoặc là các chị em mình nghe cái pháp luân công ấy cũng rất là tốt cho sức khỏe luôn này. Rồi là đơn giản là nghe nhạc thôi. Các chị có thể dùng kết nối Bluetooth với điện thoại, hoặc có thể dùng cho em mua cho em cái thẻ nhớ nữa về cắm vào. Hết pin thì lại sạc thôi, chẳng vấn đề gì cả hết. Nghe truyền miên cho em luôn. Học Đình có 2 tuýp T1 rồi. 2 hộp T1 cho Nguyễn Huệ em ơi. Ok Nguyễn Huệ 2 hộp T1. À, loa cho chị Dung Nguyễn không giấu một cái. Ok chị Dung Nguyễn không giấu có loa này. Loa là 85.000 một cái nha các bác nhá. Chị Nguyễn Hà mai gọi hỏi nhân viên ấy, K39 cho Dương Minh một cái kéo. Kéo là K39 nha các chị. Bác nào chưa được lên comment vào đấy cho em là K39 này, hoặc loa này, hoặc T1, T2. T1 là thuốc ngứa, T2 là zip đánh tăng bé nha các chị nhá. Zip đánh tăng bé. Cho chị cái này, cái xanh ở đây chị nào. Xả tí cái này. Còn toàn hàng đắt. Giá đã xả lỗ lỏi mắt rồi. Phân phân nữa. Chị cho chị thêm một lọ T1 nữa nhé. Ok bác Duyên Nguyễn. Cái này comment vào đây cho em xả 1 69.000 một cái, hàng cao cấp nha. Giá này xả rồi, hàng bán 89. Toàn bán 88 với 89 hết. Nó là hàng Quảng Châu cho các chị em mình, chất cốt tông. Nó là chất cốt tông tàu hàng Quảng Châu, 40 cân đến 65 cân cho em. 40 đến 65 cân nha. Comment vào đây cho em luôn, xả 1 69.000. Xả 1 69.000 cho các chị em mình không chọn chữ đâu. Chọn chữ thì là 110.000. Hàng này em toàn xả 85, 88 thôi. Không chọn cái màu chữ nhá, khác nhau màu chữ. Comment cho em xả 1 K39 2 cái cho chị Duy Đức Trần nhỉ. 2 cái K39 cho Duy Đức Trần. T1 một tuýp cho chị Duy Đức Trần luôn. Xả 1 cho Mai An một cái. Hàng này chất mặc sướng lắm. Áo của nó không có pha ni lông, các chị mặc không có bị bí bị nóng đâu. Nó là chất cốt tông hàng Quảng Châu luôn cho mọi người. 40 cân đến 65 cân mặc thoải mái luôn cho em nhá các chị nhá. T2 cho Nguyễn Huệ kìa. T2 cho Học Đình kìa. T1 2 lọ cho Lưu Trần kìa. T2 là zip đánh răng bé chị ơi. Bức chị T2 này. T2 là zip đánh răng bé. Xinh lắm, hình nó xinh lắm luôn ấy. Giá là 15.000 đồng một set này. 15.000 đồng một set. Còn T1 là thuốc ngứa. Thuốc ngứa là 29.000 đồng một tuýp nhá.
Đấy, comment cho em T1 hoặc T2 cho em. Xả một cho chị Phương Loan một cái, T2 cho Lan Tuấn support. Lan Tuấn support có luôn T2 này. Chị nào chưa được nó comment vào đấy cho em là nhớ cho em T1 là thuốc ngứa, T2 là rít đánh răng bé, kéo là K39, loa mã là loa kèm theo số lượng cho em. Rồi, cái này là form rộng chị ơi, T2 cho chị Bông Tuyết. Áo vừa xong mã xả 1 là form rộng chị nhá, 40 cân đến 65 cân. Hàng Quảng Châu chất cốt tông tàu. Xả 1 cho Linh Ly một cái. Ok, Linh Ly của Thảo đấy. Hàng này của em thanh lý hộ Thảo thôi, chứ còn nếu như mà không làm thì có giá này cho các chị được. Nào, áo này còn ít nốt ở đây cho các chị luôn, thanh lý nốt. T2 cho chị Trang Trương. Ok, chị Trang Trương có T2. Cái này comment nốt vào đây cho em là xả 2 luôn cho em này. Xả 2 35.000 cho các chị luôn. Chất bộ zip nhá, 40 cân, 39, 40 đến 60 cân cho em vẫn mặc được. Comment vào đây cho em luôn là xả 2. Xả 2 cho em 35.000 một chiếc cho các chị luôn. Hàng 69 thanh lý luôn, giá này cho các chị em mình luôn. Bèo bọt cho các chị em mình đúng thật sự luôn. Rổ với giá này thì các bác mình không cần phải nghĩ luôn cho em nha. Comment vào đây cho em luôn. Đấy, thanh lý nốt này, đang còn giá 68.000 mà xả cái giá này cho các chị. Lên cho em xả 2 còn vài cái thôi. Comment vào đây cho em xả 2 chất bô zip 38, 39 đến 60 cân cho em nhé. Em để nốt 35.000. T2 chị Lưu Trần, T1 chị Lưu Trần có 2 hộp rồi. T2 1 set này, T1 3 hộp và K39 một cái cho chị Trần Mai. Ok Trần Mai. Thêm T1 cho Phan Hồng Hồng. Ok chị. Xả 1 cho Hoài Bé một cái, xả 1 áo form rộng đây luôn em ơi. Rồi, xả 1 cho Hoài Bé, cái kia lên cho em xả 2 nhá. Xả 2 35.000 cho các chị em mình luôn. Không hỏi những cái ngoài lề có cái nọ không, có cái kia không. À, em ơi cho chị hồi lại loa nhá, xoan fan em cho luôn vào mục này luôn cho nó nhanh này. Xoan fan này không chốt đơn nữa nhá em nhá. T2 ok cho chị Lưu T Kiều Anh có T2 rồi. Đấy, những con người gọi là tay nhanh hơn não. Biến luôn ra khỏi like cho nó nhanh. Đấy, chưa gì đã mất luôn mấy trăm đồng rồi, gần 300 đồng rồi các chị. In bill ra của người ta nó cũng là tiền chứ. Tiền giấy in rồi tiền mực in là tiền chứ là nước lã đâu. Mà đặt cho sang cái mồm ra xong rồi hồi. Hồi vào mõm mày à? Hả? À? Hay tay nhanh hơn não? Đặt xong, ui dồi ôi tiếc tiền quá, tưởng miễn phí, tưởng cho không rồi chốt. Chốt xong rồi tưởng lại bị mất tiền, đấy là thôi lại hủy. Đấy, ý thức nó như thế đấy. Người ý thức như thế thì làm sao mà tốt khá lên nổi. Hoài Bé có xả một rồi, Hoài Bé ơi, T1 cho chị Chi Mỹ một tuýp em ơi. Ok chị Chi Mỹ, em nhận được hàng rồi, ok lắm, cảm ơn Bùi Huy Phong nhá. Xả 2 cho chị Phan Hồng Hồng một cái. Phan Hồng Hồng có luôn xả 2 này. T2 xả 1 và xả 2 cho bác Mỹ Nguyễn. T2 là zip đánh răng bé. Xả 1 áo form rộng, xả 2 là áo vàng vừa nãy. Xả 2 một cái cho Huệ Thu. Ok Huệ Thu 35.000 đồng một cái. Mã xả 2 luôn cho các chị nha. Thật sự luôn giá nó như kiểu vừa bán vừa tặng cho các chị em mình rồi. Đấy, bác nào mình lấy mình lên comment chắc chắn rồi, hãng lên comment chứ đừng đặt cho nó vui chơi. Em thật vì đây em phải bấm tạo đơn nên là các chị thấy máy chủ nó có lên nó comment đâu. Em phải bấm tạo đơn ở đây. T2 cho chị My Tâm. Xả 2 cho bác Lưu Trần một cái. Xả 2 cho Vàng Thị Bà một cái. Em phải bấm tạo đơn ở đây cho máy tính trên kia nó nhận đơn. Rồi máy tính nó còn in bill ra. In bill ra đi các chị em mình, tiền mực in, tiền giấy in. Nó là cái gì ạ? Nó là tiền của em chứ. Nhớ. Vàng Thị Bà có xả 2 rồi rồi. Còn chị nào chưa được xả 2 lên comment để cho em xả 2 giúp em còn mấy cái nữa. Cho chị nốt dây buộc tóc đi. Hôm nay những chị nào trưa nay các chị hỏi dây buộc tóc là em lại tưởng hết rồi cơ. Dây buộc tóc là 17.000 đồng một túi, lên cho em là T3. T3 giúp em nhé, 17.000 đồng một túi này. Các chị em mình có một buộc cho em đến cả năm trời. Chị Lưu Trần có xả 2 rồi, chị ơi nhận hàng nhà Giang rồi. Đỉnh của chóp thôi, em cảm ơn chị Ngọc Sâu Kiêu. Cảm ơn bác nhiều nha bác ơi. Nói đây các chị nhìn cho em này, 100 cái dây buộc tóc các chị buộc đến bao giờ. Em cái này em buộc thật sự với các chị em mình, em buộc phải đến là hơn tuần nay rồi. Đấy lại vừa mới buộc lúc nãy luôn cho các chị em mình này. Hảo nó vừa mới test xong cho em, nó lại buộc lại luôn. Cái này thì thoải mái, các chị em mình có một buộc cho em có một thoải mái luôn đấy các chị. Mà nó không có bị ăn vào tóc nhá các chị nhá. Không bị ăn tóc, các chị em mình buộc cho em, kể cả nhà có trẻ con trẻ kia các chị buộc tết tóc cho các bạn ấy rất là thích luôn. Đấy, tái sử dụng được nhiều, nó không như nịt đâu. Nịt các chị dùng một lần các chị bỏ. Cái này comment cho em là T3 cho em, chị Lưu Trần có T1 2 tuýp, em đọc từ lúc nãy rồi đấy chị. Comment vào đây cho em luôn là cái gì nhỉ? T3 cho em nha các chị. T3 cho hạt tiêu này. Hôm nay rất là nhiều chị hỏi luôn ấy, nhiều chị hỏi nhưng mà em nghĩ là hết rồi. Vì chiều nay có mỗi một set hình như là để cho cái bạn Hanna Tuyết đâu đấy. Thế là mà nhiều chị hỏi lắm mà không còn hàng luôn. Comment vào đấy cho em là T3 cho em nhá. T3 hai gói cho chị Duyên Nguyễn.
Ok, chị Duyên Nguyễn có luôn này. Chị nào chưa được mình lên vào đấy cho em T3 17.000 đồng một túi. 17.000 đồng một túi cho chị Hoài bé có luôn T3. Mình nhận được hàng rồi, đẹp lắm Giang. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Nguyễn Vân nhá. À, nay mình nhận được máy xay với áo nam rồi. Ok và đẹp lắm. Em cảm ơn chị Dung Tuyết nhá. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi chị nào lấy T3 lên vào đấy cho em là T3 cho em nhá các bác nhá. Lên cho em là T3 cho em. Nào làm cho chị tí cho chị cục áo đá form rộng ở đây chị em ơi. T3 cho chị Lan Tuấn support. T3 cho bác Mi Tâm. Mi Tâm có luôn T3 này. Chị nào chưa được có lên comment cho em T3. Còn mấy set nữa là hết rồi. Cho các chị em mình chút áo đá hàng Quảng Châu này, nốt từ các chị em mình sẵn. Cái này các chị nhấn chia sẻ nhá, vì số lượng em không còn nhiều. Hàng này của em là hàng Quảng Châu cao cấp các bác ơi. Chất cốt tông non mê mẩn luôn, 40 cân. Nếu các chị dưới 70 cân đang mặc cho em thoải mái luôn. T3 cho chị Linh Ly. Linh Ly có luôn T3. Cái này comment ở đây cho em luôn là M1. M1 này em sẽ kỷ niệm cho các chị em mình. Áo đá này M1 em xả 85.000 miễn ship cho các chia sẻ. Không chia sẻ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nha. Cái này có thể mặc đôi cho em cũng thoải mái luôn. Các chị ơi 40 cân đến dưới 70 cân cho em vẫn mặc ok hết nha. 40 cân đến dưới 70 cân để đây chị em ơi. Hàng các chị nhìn cho em nguyên cái túi được. Các chị đã thấy nó xịn sò rồi đây. Nhìn cho em nguyên cái túi bên ngoài đây. Cái túi em vừa bóc ra đây các chị nhìn cho em này. Nó đã xịn sò rồi chứ chưa cần gì phải đến nghĩ đến là như thế nào luôn. Các chị nhìn này. Nguyên cho em cái túi đã xịn sò rồi. Hàng này em bán là 169. Thanh lý cho các chị 85.000 miễn ship cho khách chia sẻ livestream. 85.000 em miễn ship nha các chị nhá. Comment ở đây cho em luôn. Mã này là M1 cho em. M1 giúp em ạ. 85.000 miễn ship cho mọi người. Đấy các chị em mình vào các chị chia sẻ lên xong các chị comment. T3 cho hàng Ruby kìa. T3 là dây buộc tóc. Là hết luôn T3 đúng không? Cái này comment cho em là M1 nhá. Mặc đôi cho em thoải mái. M1 em thanh lý 85.000 miễn ship cho mọi người. Còn có ít thôi. Eo chất sướng dã man luôn. T1 này, một tuyết này. T2 này. T2 là gì? T2 là zip đánh răng bé này. Và một cái loa này cộng với T3. T3 dự bị thôi nhá chị Minh Minh nhá. Minh Minh là T1, T2, loa và T3. T3 không còn hàng ở đâu các chị, đừng lên T3 nữa nhá. Hiện tại là hết T3 rồi. Loa cho chị Nguyễn Đạt kìa. Ok chị Nguyễn Đạt có luôn loa này. Đừng vào hỏi là có cái nọ không có cái kia không nha các bác. Em không có trả lời mấy cái đấy. Lên cho các chị em mình một chút. Đến tầm 9 giờ em nghỉ nhá. 9 giờ nghỉ cho nhân viên nhặt đơn chốt đơn luôn. Sáng mai đi hàng. Rồi cho chị mã váy kia đi. Đấy chị ít màu hồng này. Cái này lên cho các chị em mình này. Váy này thì bán cho các chị là 139.000 giờ sản. M1 cho Linh Ly một cái. Ok Linh Ly một loa vẫn đi đơn bình thường chị ơi. Cho chị Mai Hà Thu một loa nhé. Một loa vẫn đi đơn bình thường bác Mai Hà Thu ơi. Một loa một áo một váy em đi đơn hết. Vì em đang dọn kho rồi. Giá này còn nghĩ cái gì nữa mà không đi đơn. Vì em nói thật em đã xả dọn kho cho các chị em mình đấy. Chị ơi dép ra đây em ơi. Đây này. Cái này là em đã xả dọn kho cho các chị em mình hết rồi. Làm sao bằng những cái giá em nhập vào được nữa đâu. Mà tội gì mà không các chị em mình không mua. Con này tay xinh lắm. Các chị nhìn cho em này. Tay của nó xinh dã man luôn cho các chị em mình nhá. Kéo khóa chị em ơi. Xinh cực kỳ cho các bác luôn. Đấy nó là váy lụa. Cái này các chị em mình từ 40 cân đến các chị em mình tầm khoảng 53 cân 40 đến 52, 53 thoải mái luôn cho em nha. Đấy, các chị em mình có buộc dây chỗ này. Comment vào đây cho em luôn là V1. Xả luôn cho các chị em mình 85.000 một cái. Mã là V1 cho em 85.000 nha các chị nhá. Nhớ cho em là hàng váy lụa cho các chị luôn. Xinh lắm, nhún lên này. Đẹp cực kỳ luôn. 85.000 40 cân đến tầm khoảng 52, 53 cân mặc đẹp. 40 đến 52, 53 cân các chị mặc ok cho em luôn. Cái này các chị mặc đi đám cưới, đám sinh, đi chơi, đi trước du lịch, du liếc cho em thoải mái luôn. Đẹp cực kỳ luôn cho em, nó không phải váy thô nhá. Comment cho em là V1. Xả 85.000 một cái, mã V1 cho em. Chị Minh Minh em ok rồi đấy chị Minh Minh ơi. T2 là cái gì? T2 là zip đánh răng bé đúng không? T2 cho Lê Vân. Không comment số điện thoại trên này chị ơi. Lê Vân có T2 rồi, cái này comment ở đây cho em là mã V1. V ấy, cái chữ V là váy. Loa cho chị Lê Ánh Dương một cái kìa. Ok chị Lê Ánh Dương có luôn loa này. Đẹp lắm, xinh dã man cho các chị luôn. Cái này bán toàn 135.000 một chiếc cho các chị thôi. Comment vào đấy cho em là V1 giúp em nha. V1 giá cho các chị là 85.000 một cái. Nào em ơi, kéo xuống các chị em ơi. Comment vào đấy cho em V1 giúp em. Xinh dã man luôn cho các chị này, ngực này. Nhún cho các bác, đẹp lắm luôn. Comment V1 cho em nha, 85.000. Giá này giá xả rồi nên đừng hỏi là buôn bao nhiêu nữa. Trời ơi những cái giá này các chị đi nhập vào làm sao được nữa mà buôn với chả biết giá này. Giá này em giao buôn hàng giao buôn đã là 1x trở lên rồi.
em không có mạng quay tít. Minh Minh vừa mới đọc rồi, Minh Minh chốt mấy mã liên tiếp để em tạo đơn rồi đấy. T1, T2 với loa với T3 thì phải. Cái đấy lên comment vào đấy cho em là V1 nha. Ra đốt vía ấy. Rồi, comment chị nào lấy váy là mã V1 cho em nha. Dạo này cai nghiện thành công chị Nguyễn Vân. V1 cho chị Nguyễn Huệ một cái. Nguyễn Huệ có luôn V1 này không? Em không ship Bắc Giang đâu chị ơi. Bắc Giang tạm thời lui lại đã đi chị. Có mấy lúc mất đi tháng này đã. Loa là loa luôn chị ơi nhá. Chứ loa là gì vậy? Giang đấy thì em thì chả biết loa là cái gì luôn. Loa đó là loa chị ạ. Nay nhận nay em không nhận đơn Bắc Giang đâu chị ơi. Lên cho nó vui xíu ấy. Đơn Bắc Giang này tháng này coi như là đấy đã vừa làm không ra rồi. Đấy rồi một chuyến thiện nguyện Bắc Giang rồi. Xong rồi lại có những đơn Bắc Giang không đi được, không phát được. Thế là thành coi như là mua vui. Tháng này là bỏ tiền túi ra thanh toán lương cho nhân viên. Nhưng mà chả sao cả, lên cho nó vui thôi. Có công việc cho nhân viên nó làm. Đấy còn các chị em mình thích mua cái gì thì mua. Chị Lê Ánh Dương có loa rồi đừng comment nữa chị ơi. Chứ chả nhiều chị cứ comment miết ra ấy. Mà rõ ràng mình đọc tên rồi vẫn cứ comment. Em chẳng hiểu luôn là các chị em mình nghe đi đâu nữa luôn. Hay là nghe cái gì, nghe như thế nào nữa luôn. Ai được em đọc rất là rõ ràng luôn. Mà em là cái đứa like em đọc rất là to. Chứ không phải like như kiểu buồn ngủ ấy nhá. Em á như kể cả cái giai đoạn em bầu em nghén em lên like em cũng nói rất to và rõ ràng luôn. Có thể buồn ngủ mắt díp vào nhưng mồm vẫn phải nói to hết cỡ cho các chị em mình nghe. Em đọc rồi mà cứ comment loa nữa thôi chị Lê Ánh Dương này. Đấy. Rồi có cái chị nào vừa nãy comment T2, comment dài đấy cả cây số vẫn cứ T2 luôn. Nào lấy ít bộ màu hồng đây, VIP 1 cho nó lên tí bộ cho nó đỡ buồn. Đấy này các chị lên comment luôn vào đây cho em là VIP 1 luôn cho em này, bộ hàng cao cấp nhá. Bác nào mình thích chốt thì chốt 125.000 một bộ. 40 cân đến 65 cân vào đây cho em. Đây, 40 cân đến 65 cân hàng xịn sò luôn cho các chị, cái túi cũng xịn luôn này. Đấy, xịn cho em luôn hàng này các chị cứ yên tâm. Tầm khoảng... 3 ngày đến 5 ngày nữa thế nào chả có hàng loại 2, loại 3 ra. Nhưng mà có hàng loại 2, loại 3 ra người ta có bán cho các chị tầm khoảng 115 đến chừng khoảng 135.000. Các chị cứ mua về so sánh thì nó có giống cái chất này nhà em không? Em nói luôn cái gì cũng thế. Ví dụ như kể cả tất cả những cái đồ đạc các thứ các chị em mình mua vào cái lần đầu tiên, đợt đầu nó sản xuất ra bao giờ đó cũng là chất nó đẹp nhá. Ví dụ như mà áo yếc các thứ, áo zip các thứ các chị sau Tết ra cái các chị mua luôn. Hàng chất nó rất là đẹp luôn. Chứ không phải thật sự là người ta có tiền mà người ta ngu đâu các chị ơi. Em nói thật. Bây giờ nhiều đứa cứ mạng mượn danh là xả áo zip. Hàng 130 với hàng 99.000. Xả 57, 58, 59.000. Đến lúc các chị nhận hàng hàng mỏng tanh. Nó đâu có được như hàng lúc đầu các chị em mình mua ra Tết đâu. Nhà em bây giờ em chẳng còn mã áo zip nào, còn mỗi cái mã này. Còn duy nhất cái mã vừa nãy em thanh lý 35.000 đấy chất. Thật sự là sướng hôn mê luôn. Còn mỗi mã đấy là thi thoảng em lên cho các chị em mình tí thôi. Chứ còn không còn hàng ở đâu các bác. Cái này các chị lên cho em là VIP 1 nhá, 125.000 một bộ. Nhớ nhìn cho em form của nhà em này. 40 cân đến 65 cân cho em vẫn mặc được. Hai bên viền này toàn bộ là may cho các chị em mình luôn. Cái viền này này, viền nó có chữ Puma luôn, toàn bộ là may cho các chị em mình nhá. Comment vào đây cho em là VIP 1 giá là 125.000 một bộ. 40 cân đến 65 cân các chị vẫn đang mặc ok cho em luôn. Hàng này đang rất là hot luôn. Một vài bữa nữa là có hàng xưởng ra ngay. Còn cái này của em là hàng Quảng Châu. Các chị nhìn cho em từ mác cổ luôn này. Từ mác cổ đến mác treo các chị nhìn cho em nha. Chuẩn xịn cho các chị em mình. Chất cốt tông tàu hàng Quảng Châu cho các bác mình luôn. Mã vào đấy cho em là mã VIP 1 cho em nha. VIP 1
VIP 1 cho chị Bông Tuyết một bộ, VIP 1 cho Lê Vân một bộ. Lê Vân có luôn VIP 1 này. Comment vào đấy cho em là VIP 1 cho em, giá cho các chị em mình là 125.000. Còn cái này các chị em mình bán, em bán trên các hội nhóm là 169.000, bán trên các web là 169.000 một bộ, còn bán trên live cho các chị là 125.000. Giá trên live coi như là vui vui cho các chị em mình thôi, vì bình thường trên live chạy số lượng nó rất là tốt luôn. Vừa qua là cái dạo này dịch giá các thứ rồi không có tương tác thôi. Chứ còn em nói thật, cái này mà trước em bán 125.000 mà cái đợt Tết ra mà có hàng ngày mà bán thì em nói luôn thì mũi. Kể cả bán 160 đến 180.000 một bộ, một buổi tối em bán hết cả vài trăm bộ đến ngót nghét cả nghìn bộ một mã không. Chị Bông Tuyết có rồi nha chị ơi. Chị nào chưa được lên comment vào đấy cho em là V1, à VIP 1. Comment vào đấy cho em VIP 1 nha, đừng hỏi là còn cái nọ không, còn cái kia không. Em là giờ miễn với những câu hỏi đó rồi. Cho chị ít sắt nách xuống đây, chị em ơi, rút hết cho chị sắt. Em cảm ơn chị Nguyễn Vân nha, rút hết các màu của chị sắt nách. Cái này nó có nhiều chữ nha các chị nha, không phải một chữ đâu, rất là nhiều chữ luôn cho các bác. Đẹp lắm. Nào vàng lên rồi đưa chị cái đen lên, à cái còn màu gì nữa, cam kia, rút trên kia đi em, kia kìa có cả cam nữa kìa. Đấy, các chữ luôn. Còn màu gì nữa, màu gì chưa rút lên đây nữa. 2, 4, 6, 8 màu rồi như hết rồi. Cái này comment cho em GT1 kèm theo số lượng nhé. Bán từ 2 cái trở lên, 1 cái em không đọc. Bán từ 2 cái trở lên. Comment giúp em GT1 27.000 đồng một cái. Không so sánh với hàng Nam Định. Hàng Nam Định phải cầm thêm tầm khoảng vài km vải nữa thì mới so sánh được với hàng này nhá. Cái này từ 37, 38 cân đến 60 cân cho em. Giá em để 27.000 đồng một cái. Comment giúp em mã GT1 kèm theo số lượng cho em. GT1 kèm theo số lượng cho em, không chọn màu nhá. Nó có nhiều màu lắm. Đấy, GT1 kèm theo số lượng cho em ạ. Không chọn màu, có cả chữ khác cho các chị em mình luôn. Comment vào đấy cho em GT1 kèm số lượng, hai cái hai màu cho các chị, có cả chữ khác nữa luôn. Bán cho các bác mình á, ôi dồi ôi, 27.000 đồng một cái. Gớm, rẻ bèo rẻ bọt ra, ra đủ tiền vải. Các chị mua tầm độ 30-35.000 nó chỉ được hàng Nam Định thôi. Hàng Nam Định nó khác cái gì ạ? Hàng Nam Định nó là cái chất gọi là giấy gạo, mà không có được mát như cái hàng này. Mặc vào cảm giác gọi là nhặm nhặm ấy, sờ nó sần sần ấy. GT1 em bán từ 2 cái trở lên. VIP 1 cho Thu Yên Phạm một bộ cái em kìa. Ok, Thu Yên Phạm có. GT1 3 cái cho Bonkin. Bonkin có 3 cái. GT1 2 cái cho Mít Mít. GT1 2 cái cho chị Duy Đức Trần. Duy Đức Trần có, Mít Mít có rồi chị ơi. Comment giúp em GT1 kèm số lượng từ 2 cái trở lên. Hai cái là hai màu nha các chị nhá, các chị không chọn màu đâu. VIP 1 cho chị Duy Đức Trần một bộ luôn. Ok, chị Duy Đức Trần có. GT1 em không bán một cái chị ơi, không comment số điện thoại trên live. Địa chỉ số điện thoại là nhắn tin ở phần tin nhắn ấy. GT1 2 cái cho chị Lý Hà. Em không bán một cái bác ơi. GT1 cách số lượng ra cho em. Chứ được VIP 1 chị Thu Yên Phạm có rồi, chị Thu Yên Phạm ơi. Đấy, comment cho em mã này là GT1 kèm theo số lượng vào đấy cho em nha. Giá cho các chị em mình có 27.000 đồng một cái thôi. Ôi dồi ôi, rổ với cả giá. Nghĩ đôi đã thấy nó xấu hết cả não rồi. Hình như còn ít sữa rửa mặt đúng không? GT1 2 cái cho chị Miu Ly. Lâu lâu rồi mới thấy Miu Lê. GT1 4 cái cho Minh Minh Trần. GT1 10 cái cho Phan Huyền Trần. Ok, chị Phan Huyền Trần có hơn 10 cái. GT1 kèm số lượng giúp em chị ơi. Mít Mít có 2 cái rồi. Em không bán 1 cái đâu, GT1 phải kèm số lượng vào đấy cho em, tối thiểu từ 2 cái trở lên. Thêm 2 cái GT1 cho chị Duy Đức Trần. Ok, chị Duy Đức Trần nha. Comment giúp em là GT1 kèm số lượng. Số điện thoại trên này em không có đọc tên đâu bác ơi, nhà em không gọi điện chốt đơn nhá. Nghe cũ kỹ vào đấy cho em. Toàn cứ đi comment số điện thoại thôi, chán.
bán 27.000 cái gọi điện nữa thì chắc là em phải chết. Chị Phan Huyền Trần có 10 cái thôi, chất đẹp lắm. GT1 là 27.000 đồng một chiếc chị ạ, 27.000. Không chọn màu nhá, hai cái và các bạn nhặt cho các chị hai màu. Ba cái ba màu. GT1 hai cái cho chị Thư Hoang. GT1 hai cái cho Trần Mai. Ok Trần Mai hai chiếc GT1, Minh Minh Trần là có 4 cái rồi chị ơi. Mule có rồi nhá, Mule nhá. Thuốc ngứa là mã T1 chị ạ. Thuốc ngứa là T1 29.000 đồng một tuýp. 29.000 đồng một tuýp. Cho chị cái bộ bé trước kia đi, bộ bé bộ Adidas đỏ đấy mang cho chị. Bác nào mình lấy mình comment vào đấy cho em. Cái này còn ít cho các bác mình nốt này. GT1 hai cái cho chị Ngân Nguyễn. Ok chị Ngân Nguyễn có luôn hai chiếc. Phan Huyền Trần có 10 cái rồi đấy chị. Cái này cho mỗi bác được một cái thôi, không ai được hai cái nhá. Lên cho em là GT2, em kỷ niệm mỗi bác một cái, giá là 28.000. Chất bô zip cho các chị em mình từ 38 cân đến 60 cân cho em mặc ok. GT1 hai cái cho Trần Thủy. Ok Trần Thủy, cái này lên cho em GT2 mỗi người được một cái. Em để giá 28.000, các chị nhìn chất của em này. Sướng cực kỳ luôn cho các bác luôn. Mê mẩn luôn cho em cho mỗi người được một cái thôi, mã cho em GT2. GT2 vào đây cho em cho mỗi người một cái. GT1 em bán từ 2 chiếc trở lên chị ơi. GT1 là áo sát nách, em bán từ 2 chiếc trở lên. Cái này lên comment giúp em là GT2. GT1 hai cái cho Mỹ Nguyễn nhá. Ok chị Mỹ Nguyễn có hai cái GT1. Cái này chia sẻ rồi lên comment vào đây cho em là GT2 giúp em. GT2 nha, chia sẻ rồi lên comment là GT2. Kỷ niệm có 28.000 cái áo chất Covid cho các chị. Úi trời ơi, có mà nhập vào cho em không có đâu các chị ơi. Hàng nhập vào là 63.000 rồi. Kỷ niệm cho mọi người thôi. Dỗ giá gì cho các chị em mình như thế này. GT2 chưa chia sẻ đừng lên comment thôi. Nguyễn Hoàn Anh đã chia sẻ đâu. Nguyễn Hoàn Anh này khách này còn xả đơn này. Diệu Linh chưa chia sẻ, Linh Linh cũng đã chia sẻ đâu mà lên comment chị. Em bán GT2, các chị thử hỏi em bán 28.000 cái áo này mà khách không chia sẻ thì em bán làm gì? À em để lại đó em mặc dần nhá. Không chia sẻ làm gì có chuyện mua được cái áo này 28.000, các chị có mang đây em nhập cho. Có đủ màu mang đây em nhập cho. Em nhập cho 1.000 cái. Em không chia sẻ là cứ vào comment luôn. GT1 hai cái này và T1 một tuýp cho chị Lê Thị Thúy. Ok bác Lê Thị Thúy, em nói luôn chưa chia sẻ không lên comment GT2 của em. Vì có lên comment em cũng không đọc tên đâu bác ơi. Em bán 28.000 một cái áo zip thì các chị em mình thật sự luôn. Chính các bác mình cũng biết luôn là cái chất của nó, giá của nó gọi là rẻ đến mức như thế nào rồi. Đúng ạ. Nó rẻ đến mức như thế nào luôn rồi chứ không phải là bình thường nữa luôn. Nên các bác mình thông cảm không chia sẻ không lên comment GT2 nha các chị nhá. Không chia sẻ thì em xả cho các chị em mình là 49.000 cho các chị thôi. GT2 cho bác Lý Hà một cái. Lý Hà đã chia GT1 hai cái cho Gia Như Phạm kìa. Ok Gia Như Phạm là có hai chiếc GT1. Diệu Linh chưa chia sẻ đừng lên comment GT2 chị ơi, Lý Hà có rồi. GT1 hai cái cho chị Nguyễn Hương kìa. Nguyễn Hương có luôn. Không có logo người chia sẻ là em không chốt GT2 đâu. Mỹ Nguyễn cũng chưa có logo người chia sẻ, không chốt GT2, cất luôn cho chị em nhá. Không có lên, ôi rồi. Có chia sẻ đâu mà chốt GT2 lắm chi rồi. Comment vào đấy cho em GT2, em để là 28.000 một cái cho các chị. Nốt còn mấy cái combo cho tặng nốt cho chị đây. Còn bao nhiêu combo nữa em? Còn bao nhiêu combo nó đếm cho chị luôn. GT2 cho bác Tạ Quỳnh Thơ một cái. Thêm hai cái GT1 cho chị Lê Thị Thúy. GT2 cho Tạ Quỳnh Thơ. GT2 cho bác Mule. Mule có GT2. Comment vào đấy giúp em GT2 nhá, là GT2 là em cho các bác chia sẻ đấy. Rồi. Chị Nguyễn Hương có hai cái GT1. Ok Linh Linh đã chia sẻ rồi, cho Linh Linh một cái GT2. Vì em bán có 28.000 thôi chị ơi. GT2 cho Cúc Hậu. Cúc Hậu có GT2 này. Xả 4 là mã gì vậy? Em đâu có lên xả 4 nào đâu. GT2 cho Ngân Nguyễn. Ngân Nguyễn có GT2 này. Em chào chị Đặng Khánh nha. Cái gì em? Làm gì mà còn được những 61 combo? Bao nhiêu em? Chuẩn không ấy? Đến một màu là được thôi. Thì màu cân nhau cơ mà. Cái này các chị lên comment vào đây cho em là xả kho luôn cho em nhá. Xả kho nốt luôn cho các chị em mình.
89.000 ba cái áo này luôn, 40 đến 60 cân. Hàng này hiện tại là bây giờ em không còn nhận xỉ nữa nha các chị. Quá nhiều chị hỏi Giang ơi còn cái áo làm mát gáp không, vì form nhà Giang chuẩn mà đẹp. Chị lấy bên ngoài chị nhập vào 29.000 một cái. Ban đầu người ta nói là hàng 35 thì chị nghĩ là giống hàng nhà Giang. Cái này bình thường em toàn giao 35.000 một chiếc nha các chị, giao buôn 35.000. Thế là các chị bảo rằng là bình thường người ta nói là hàng giao 35, bây giờ người ta xả 29. Đến lúc chị cũng nhập một lô về nhưng mà nó bé lắm, form của nó bé. Chỉ 47, 48 cân thôi. Nhưng riêng cái này nhà em các chị em mình từ 40 đến 60 cân cho em mặc ok. Hàng em giao buôn 35 giờ em thanh lý nốt cho các chị em mình. Là mã xả kho giá là 89.000 ba cái ba màu này luôn. Xả kho giá là 89.000 ba cái ba màu này, còn ba màu đẹp cho các chị luôn. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc ok cho em hết luôn, dễ mặc lắm. Cái này bình thường như trước em hay mặc với quần tomboy, các chị em mình biết lên dáng nó quá đẹp luôn. Comment cho em mã là xả kho nhá. GT2 cho ra Như Phạm cái em kìa. Cái này mã cho em là xả kho giá là 89.000 cả ba cái luôn. Xả kho cho hạt tiêu có luôn một combo này. Comment vào đấy cho em là xả kho giúp em nha các chị. 89.000 ba cái cho các bác mình chia sẻ luôn. Mã là xả kho vào đấy cho em là treo xa sau các chị em. Xả kho ok cho mỹ phẩm Bảo An có luôn này. 89.000 là ba cái luôn rồi chị ơi. Mã cho em là xả kho nhá. Nguyễn Hoan Anh này này. Anh này xả đơn còn gì nữa. Nhắc 2 lần 3 lần trên live rồi. Ngày trước đã nhắc 2 lần rồi, hôm nay là nhắc lần thứ 3 rồi. Xả kho cho Nguyễn Oanh, xả kho cho Lê Thị Thúy, xả kho cho chị Hà Phương. Hà Phương có xả kho luôn 89.000 ba chiếc chị ơi. Mã cho em là xả kho nhá, giá là 89.000 ba cái cho mọi người đấy. Cái này thì các chị mặc rất là sướng luôn, mát mà thích. Comment vào đấy cho em là xả kho giúp em là được. Rồi tiếp cho các chị em mình nào. Một chút bộ bé nha. Nhận được áo rồi, chất đẹp chị ạ. Em cảm ơn chị Vân Hương. Em cảm ơn bác nhiều nhá. Hà Phương có mã xả kho rồi chị ơi. Bình thường em giao buôn là 35.000 các chị tính ra. Đã là ba cái đã là hơn 100.000 rồi. Mà giờ em kỷ niệm giá lẻ cho các chị em mình xả kho 89.000 ba cái rồi. Rồi lên cho các chị em mình một chút bộ bé này. Cái này em còn từ 15 cân đến 24 cân. 15 đến 24 cân thanh lý là 45.000 một bộ. Mã cho em là em một kèm theo cân nặng. 45.000 một bộ nhá, nghe kỹ, 45.000 một bộ là từ 15 đến 20, còn từ 15 đến 24 cân. Bình thường là size số này em bán là 69.000 một bộ, giờ thanh lý nốt 45.000. Chất cốt tông cho các chị em mình mua cho con cái luôn, đẹp lắm luôn. Đấy, comment vào đây cho em là mã em một kèm cân nặng từ 15 đến 24 cân cho em. 15 đến 24 cân cho em nhá các chị nhá. Mã là em một kèm theo cân nặng cho em. Em một kèm theo cân nặng này. À, không còn bộ đùi cánh rơi nào đâu chị ơi, hết hàng rồi nhá. Nên là không có hỏi còn cái nọ không còn cái kia không, em chất đẹp nhở. Cái này để cho sâu bộ sâu mặc rất là đẹp luôn. Em một kèm cao theo cân nặng vào đấy cho em. Giá 45.000 cả bộ. Em một 24 cân cho chị Thu Yên Phạm, 18 cân cho Thu Huyền, 15 cân cho Ngân Vũ. Mã xả kho cho Nguyễn Thị Hương Hương một combo kìa. Ok chị Nguyễn Thị Hương Hương. Em một 21 cân cho Thương Thương. Ok Thương Thương có 21 cân. 45.000 một bộ các chị ơi, chất cốt tông đẹp lắm. Comment vào đấy em một 5 bộ cho chị Phan Huyền Trần, bộ luôn cho chị luôn. Ok chị Phan Huyền Trần. 24 cân cho chị bé Sila. Không còn màu nào khác nên đừng hỏi màu khác làm gì chị ơi. Đó mới xả cho các chị em mình cái giá. Bộ bé này chất đẹp chị ạ, em cảm ơn chị Diệp Nhiên, chất thật sự là mê luôn. Chị Phan Huyền Trần có 5 bộ rồi. Em thanh lý nốt có 45.000 thôi mà. 15 cân cho chị Nguyễn Vân. Ok chị Nguyễn Vân có luôn này. Còn bác nào mình chưa được nữa mình lên cho em một kèm cân nặng cho em nha. E1 này, một bộ 24, một bộ 15 cân cho chị Thơ Nguyễn không giấu, ok chị. Rồi, chị Thơ Nguyễn không giấu có rồi. Mình mua hai bộ rồi, chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Suốt, Phạm Thị Suốt. Cảm ơn bác nhiều nha. Rồi, chị nào chưa được comment vào đấy cho em E1 kèm cân nặng cho em qua mã đi. Vứt cho chị cái bộ hồng này còn bao nhiêu bộ nữa. Nốt cho chị đi, chị tổng kết chắc hết được rồi đúng không? Thôi đừng có buồn nữa. Xả kho cho chị Thơ Nguyễn không giấu một combo luôn này, mã xả kho. Vào đây chơi Thảo Hảo. Cái này đây nhá, em còn ít nữa thôi. Bác nào mà chưa mua được thì hôm nay mình mua. Chị Thơ Nguyễn không giàu có mã xả kho rồi. Còn xả một cho chị cái ok cho chị Tạ Quỳnh Thơ cái xả một. Còn đấy bác ơi, Tạ Quỳnh Thơ. Bác Tạ Quỳnh Thơ mặc những cái con như con xả một rất là thích luôn. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn. Xả mấy rồi em ơi? Xả 3. Xả 3 cho em nhá, thanh lý 95.000 một bộ. Bộ đuối đừng so sánh với hàng. Em 1 20 cân cho Học Đình.
Học Đình. E 121 cân cho Nguyễn Thị Hương Hương. Bộ này có mặc mát lắm luôn, em cảm ơn Hồng Ánh nha. Thật sự luôn nha các chị em mình, bộ này các chị mặc cho em đi chơi thỏa con gà mái luôn, quá đẹp. Quần của nó là quần ngố, áo đây các chị nhìn cho em này. 40 cân nên các chị em mình dưới 60 cân mặc cho em quá đẹp luôn. Cao giáo thì 60 cân vẫn mặc được. Một con áo kiểu như thế này với một cái quần nữa. Em xả nốt mã xả 3 đúng không? 95.000 một bộ nhá, em còn bao nhiêu bộ? Em còn tầm khoảng 30 bộ nữa là em hết sạch hàng. Và không bao giờ có hàng nữa nha các chị, hàng này bán 129.000 các bác biết. Các em mua quá nhiều luôn. Hiện tại bây giờ các bạn đang sale là 119.000. Quá nhiều chỗ luôn. Các chị tham khảo thoải mái, các chị nhìn kỹ cho em này. Tất cả người ta đang sale là 119.000 một bộ. Em thanh lý nốt 95.000. Comment ở đây cho em luôn là xả 3. E12 bộ 22 cân cho chị Xuyến Nguyễn không giấu kìa. E122 cân cho Mỹ Nguyễn kìa. Xả 33 bộ cho chị Phan Huyền Trần. Xả 3 cho chị Bùi Tuệ An một bộ. Bùi Tuệ An có xả 3 cho Trang Đoàn 95.000 cả bộ mình thôi. Trang Đoàn có luôn này. Comment ở đây cho em là xả 3 giúp em nha các chị nhá. Bộ này các chị em mình mua là quá thích rồi. Xả 3 cho Tươi Thơ Nhất một bộ. Trang Đoàn có rồi, Bùi Tuệ An có rồi mình ơi. Rồi mã xả kho cho chị Thành Nông, xả kho là mã 89.000 ba cái áo đấy. Cái này các chị lên comment cho em mã xả 3 giúp em nhá, đẹp lắm luôn. Tươi Thơ Nhất có rồi chị ơi. Cái này treo lên móc lên cho chị. Xả 3 cho Linh Linh một bộ. Bộ xả 3 này 40 cân đến dưới 60 cân là mặc đẹp nhất chị nhá. À đúng rồi, E1 vừa xong là bộ của bé, trai gái đều mặc được, nó là bộ đát của bé. Rồi còn chị nào mình lấy xả 3 nữa, mình lên cho em xả 3 luôn cho em. Lên xả 3 giúp em nha. Thành Nông có mã xả kho rồi, em còn loa đấy chị. Loa bác lên cho em là loa là được. À, đúng rồi, con này là chất nữ nhật đấy chị. Mỹ Nguyễn có E122 cân rồi chị nhá. Đó là cái chất nữ nhật cho các chị em mình đấy. Xịt bếp còn bao nhiêu combo đấy? Loa cho chị Mít Mít một cái. T1 cộng kéo, ok bác Thương Thương. Ok bác Thương Thương có T1 cộng kéo luôn. Kéo là mã K39 hoặc là lên comment cho em là kéo là được. Còn bao nhiêu em? 6 ạ. Cái này các chị lên cho em là xịt bếp 68.000 hai chai luôn. Không còn nhiều nhá, còn cho 6 chị nữa là em hết hàng. Là không bán nữa. Xả 3 cho Thành Nông một bộ. E1 còn 24 cân không? E1 24 cân cho Hải Yến. Ok chị Hải Yến có E1 24 cân. Cái này comment giúp em là xịt bếp. Các chị em mình dùng xịt bếp cho em thì quá sướng rồi. Xịt bếp, xịt bếp cho em cho nó long những cái mảng bám rồi những cái han gì ở bếp này. Ở những cái vòi tắm này, vòi hoa sen. Bếp biết cho các chị em mình luôn. Thành Nông có mã xả 3 rồi. Cái này lên cho em là xịt bếp nhá, 68.000 hai chai này em ơi. 68.000 hai em cho các chị luôn. Đấy đây, cái này bộ cho các chị em mình này. Cái này là cả bộ cho các bác mình luôn đấy. Đẹp cực kỳ cho các chị luôn. Nay có quần nhỏ. Nay nhận được áo rồi cũng đẹp khỏi chê luôn. Em cảm ơn chị Khâm Hà. Chị đặt bạn 4 áo nữa nha. Chị nhận được áo sát nách rồi. Chất liệu mát chị đặt. Chị đặt giúp bạn 4 áo nữa nha hả chị? Chị lên sát nách, chị lên comment cho em là GT1 kèm theo số lượng tối thiểu từ 2 cái trở lên 27.000. Cái này các chị lên cho em T4 nhé, 38.000 đồng một set 10 cái. Cái này nó có loại 2, loại 3 nữa kia. GT1 4 cái ok bác Nguyên Lê, 4 cái 4 màu mặc thích lắm chị ơi nhờ. Cái đấy kể cả nhà các chị có con mà cái áo sát nách ý. Sát nách làm mát đấy mà các chị có con tầm khoảng 33, 34, 35 cân trở lên cho các bạn ấy mặc được hết rồi. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn là T4 cho em nhé, 38.000 đồng 10 cái. Cái này các chị mua về cho ông bà bố mẹ, mua cho bố mẹ cái, cho các ông các bà đánh. Chứ thật sự luôn là ở quê các ông các bà đánh đến cả năm rồi vẫn còn tiếc không muốn bỏ đi. Cái này chỉ 2 tháng rưỡi 3 tháng thay đi cho em một lần nhá. Chứ có những người dùng nó sơ, nó cứng, nó toẽ cái bàn chải ra rồi họ vẫn cứ dùng luôn ấy. Xịt bếp cho chị Hằng Ruby kìa. Em không còn C1 nữa đâu chị ơi, hết hàng rồi. T4 cho chị Lê Thị Thúy. Cái này comment giúp em là T4 nhá, 38.000 đồng 10 cái. Dùng cho em sướng lắm, như rằng em răng sứ em vẫn đang dùng bàn chải này thôi. Dùng nó rất là thích luôn, mình cảm thấy ok, mình dùng thế được là mình đánh thôi. Tiện tiếc mà sạch sẽ cho các chị em mình lắm. T4 chị Lê Thị Thúy có rồi.
À, nhà em gửi hàng cả hai bên, chị ơi đừng comment số điện thoại trên này. Cho chị Thúy Trần không giấu có T4, Thâm Nguyễn có T4, Hà Phương có T4. Nhà em gửi hàng bên Bưu điện và Viettel, chỉ gửi duy nhất hai bên đó nha các chị. T4 cho Bonkin. T4 là 38.000 10 cái luôn rồi chị, chứ em không bán lẻ 5 cái nhá chị nhá. Mã luôn cho em là T4, T4 cho Thanh Tâm. Thanh Tâm có T4, cho Phương Harry có T4, cho chị Trần Thủy có T4. Bộ hồng đằng sau comment cho em là mã xả 3. Giá em để nốt 95.000 cả bộ đây các chị. Xịt bếp cho chị Viễn Lệ. Trần Thủy có T4 rồi. Zip đánh răng bé là T2 chị ơi. Zip đánh răng bé là T2. Xịt bếp cộng kéo ok, chị Lê Hương có xịt bếp cộng kéo luôn. Bonkin có T4 rồi. Cái này các chị lên cho em là T2 này, phải T2 không? T2 là bàn chải bé nhá, 15.000 đồng một set 4 cái. 15.000 đồng một set 4 cái. Comment vào đấy cho em là T2. T4 là chị Thanh Giáng. Bàn chải trẻ em chị lên giúp em là T2 chị ơi. T2 cho bé nha, các chị em mình từ 1 tuổi trở lên đã cho con đánh được rồi các chị ạ. Cho nó những làm sạch những cái nướu này, rồi là những cái men răng các thứ này, rồi là sạch lướt các thứ các chị dùng cho các bạn đi được. Nhà em cả sâu cả bom đều đang đánh. T2 cho Phương Harry, T4 cho Nguyễn Đạt, T2 cho Bích Dung, T2 cho chị bé Sila, T2 cho Bonkin. Bonkin có Phương Harry có T2 rồi. Chị nào mình chưa được mình lên vào đấy giúp em là T2 cho em nhé. Giá là 15.000 đồng một set 4 cái, các chị chia dạng chưa đến 4.000 một cái đâu. Dùng rất là thích luôn, chị Nguyễn Đạt có T4 rồi, T4 là chị Trần Mai kìa. Trần Mai là có T4, T2 2 set cho chị Lê Hòa. Chị ơi em được xịt bếp chưa Hương? Hằng Ruby được rồi. Hằng Ruby được xịt bếp rồi, T4 cho Miu Le. T2 là cho chị Trang Đoàn. Miu Le có T4, Lê Hòa có 2 set T2 rồi. Bộ đằng sau thanh lý 95.000, mã là xả 3. Rồi, E1, 2 bộ 20 cân thêm kéo. Ok, chị Nguyễn Thị Nguyễn Vân nhá. Là E1, 2 bộ 20 cân và một cái kéo. Ok chị luôn ạ. Ok bác nha. Đấy, bác nào mình lấy mình cứ comment vào đấy cho em này. Xả cho các chị em mình. Đúng chuẩn ngon bộ rẻ cho các bác. Cho chị nốt cái bộ hồng hồng của bé gái này ra đây em ơi. Cái này còn mấy cái cho các bác mình nốt cho nó gọn hàng luôn này. Đẹp lắm luôn này. Thật sự là xuất sắc luôn đấy. Cái này nó khác cái chữ ở đây nhá. T2 cho chị Nguyễn Thị Hương Hương. Ok chị Nguyễn Thị Hương Hương. Cái này các chị comment vào đây cho em luôn. GT mấy? GT3 đúng không? Đúng không? Đâu rồi? GT3 giúp em ạ. T2 cho Thu nhỏ kìa. Xịt bếp cho chị Lê Hòa luôn kìa. Áo xả 3 1m7. Mặc được chị ơi. Thế đây bảo các chị cao giáo, các chị mặc cái đấy là tốt nhất luôn thật sự. Bộ này các chị thấp quá, các chị mặc cũng không đẹp đâu. Cái này các chị comment cho em GT3 nhá. Em để nốt luôn cho các chị là 29.000 một cái. 29.000 đồng một cái. Cái này từ 35 đến 55 cân cho em, chất cốt tông. 35 đến 55 cân cho em ạ. Sờ chất này sướng cực kỳ luôn. Đẹp nhỉ, còn có vài chiếc thôi mà màu này nó cũng chả còn nữa đâu. Em còn có mỗi 5 cái thôi. Comment vào đấy cho em GT mấy nhá. GT3 giúp em nhé, còn có 5 cái là hết. Chất đẹp nhỉ. Chất nó còn khác hẳn những cái chất kia luôn. Đấy, đẹp như thế luôn, hàng nhập vào 5 mấy nghìn. Thanh lý nốt 29.000. GT3 cho bé Sila một cái. Thu nhỏ có một set T2 rồi. Thật sự luôn, nhập vào 5 mấy nghìn đấy. Cho Thu Huyền một cái GT3. Chị Nguyễn Trang này nhắc cả tên luôn, nhắc cả giá luôn rồi vẫn cứ hỏi bộ sau bao nhiêu thế mọi người chán. GT3 cho chị Tú Trinh Huỳnh. GT3 cho Thương Thương. Rồi em còn một cái GT3 cho Phan Huyền Trần là hết luôn GT3. Hết GT3 luôn, không còn. Xem những cái này còn màu gì nữa cho chị nốt. Hết GT3 rồi, các chị không còn nữa đâu. Cái này em còn được vài cái nên tôi là hết này. Cái này là cổ tim nha các chị nhá. Cổ tim chữ theo nó khác nhau. Comment cho em GT4. GT3 em hết rồi, lên cho em GT4 29.000. Còn có vài cái thôi, 35 đến 55 cân cho em. Chỗ này nó theo chữ này, nó theo khác nhau nhá mọi người nhá. Chủ yếu là còn cái theo này nhưng có một cái theo khác thôi. Comment vào đây cho em là GT4 cho em. 29.000 nốt, còn có bằng này là hết thôi. Ôi dồi ôi, chứ cái này em nhập vào đâu được cái giá này à các chị ơi. Em nhập vào không được cái giá này đâu ạ. Đây em nốt cho các chị em mình vì nó còn có vài cái, em để chả làm cái gì cả hết.
29.000 đồng mã GT4. GT4 cho bé Sila một cái. Các chị không lên GT3 nữa nhé. GT4 cho tỉnh Bùi một cái. Tỉnh Bùi có luôn GT4, GT3 em không còn chị ơi. GT4 cho Thu Huyền một cái. Thu Huyền có luôn GT4 này cho chị Mỹ Nguyễn một cái. Ok, chị Mỹ Nguyễn có hai cái trong mỹ phẩm Bảo An là hết hàng. Ok, mỹ phẩm Bảo An được hai cái là hết luôn GT4. Hết sạch GT4 không còn nữa mọi người ơi. Hết GT4 nhá. Rồi tiếp tục đến cho các chị em mình cổ tròn con này khác chữ luôn. Con em ở đây cho em GT5 kèm số lượng. Cái này hai cái các chị em mình được hai chữ, cái này khác quá để riêng rồi. GT5 kèm theo số lượng cho em này. 29.000 cho các chị em mình. Đây. Cái này các chữ khác nhau cho các chị nhá. Hai cái bảo nhân viên nhặt cho hai chữ, ba cái bảo nhân viên nhặt cho chị ba chữ về chị mặc thay đổi. Comment giúp em là GT5 kèm theo số lượng em để nốt 29.000 thôi. Cái này thật sự quá rẻ luôn, 35 đến 55 cân mặc cho em ok hết. Cái kia được cái gì kìa? Đấy có mỗi chữ ngang thôi mà. Có chữ toàn thân đâu. Đấy, nó có mấy chữ khác nhau này. Comment vào đấy cho em luôn, có cả cái là nó có chữ ở bên góc cạnh này một ít thôi. Các chị lên comment vào đấy cho em kèm số lượng, màu giống nhau, form giống nhau, chất thì là một. Thả đi. Comment giúp em là GT5 kèm số lượng. Rồi, mất mạng à? Tự dưng lại mạng kém. Chờ em chút xíu nha các chị để xem lại xem ổn không ạ. Comment giúp em là GT5 kèm số lượng. GT5 kèm số lượng cho em nha mọi người. Các chị nhớ bấm chia sẻ xong bấm theo dõi vào đấy cho em. Rồi GT5 cho Vi Nhi có này. Cho bé Sila một cái. Hai cái cho mỹ phẩm Bảo An. Một cái cho Gia Như Phạm. Một cái cho chị Hà Phương. Một cái cho Nguyễn Hương. Một cái cho Minh Minh. Một cái cho Thu Nguyễn không giấu. Gia Như Phạm có rồi, Vi Nhi có rồi, Minh Minh có rồi. Cho Nguyễn Thúy một cái. Nguyễn Thúy có đây, cho chị Lê Hương một cái. Lê Hương có luôn GT5. Cho chị Thanh Giáng một cái, Lan Nguyễn một cái. Cho chị K39 cho Ngô Thu Phương nhỉ. GT5 chị Thu Nguyễn không giấu có rồi. Hai cái cho chị Nguyễn Hương có này. Hai cái cho chị Hạnh Võ có luôn này. Hai cái cho Hạnh Võ này. Lan Nguyễn có rồi, Lê Hương có rồi. Cho chị Cookie Giang một cái này. Cho chị Mỹ Nguyễn một cái này. Ôi dồi ôi, GT5 là 29.000 một cái chị ơi. Chứ không phải 58.000 bác ạ. Nguyễn Thúy có rồi, cho Thu nhỏ một cái này. Cho Lý Hà một cái, cho Mít Mít một cái, cho Thúy Hằng một cái. Thúy Hằng có luôn này. Áo thun xoắn ngực em chịu, em không biết mã nào luôn. Cho chị Xuân Thi Xuân một cái. Xuân Thi Xuân có luôn này. Đúng rồi, chị vừa mua bàn chải đánh răng cho bé tận 34k. Comment cho em cái này là GT5 kèm số lượng nhá. 30, à bao nhiêu nhỉ? 29.000 đồng một cái. GT5 hai cái cho chị Hương Lê. Ok, chị Hương Lê hết chưa? Hết rồi đúng không? Rồi đến chị Hương Lê được hai cái là hết. Bộ sau lưng thanh lý 95.000 đấy chị. GT5 hết rồi bác ơi, không còn. Còn ít form rộng nó mang chị em ơi. Form rộng lấy chị màu kẻ vàng. Có một cái. Một cái. Thế thì còn một cái GT5 cho Hồng Diên luôn đi là hết luôn. Ok Hồng Diên nhá. Cho chị cái này. Vàng. Ôi, mày không phải trốn Thảo à? Đấy. Em bên dưới đây em. Khác ở đây đưa chị cái dưới đi. Đây. Không phải trốn. Kẻ này đẹp quá trời luôn. Nhập vào là ôm thanh lý là 84.000, còn ban đầu vào là toàn 96.000, em bán 110.000 đấy. Em bán toàn bộ 110.000 thật sự với các chị luôn. Còn cái này của Thảo. Xả cho các chị em mình nốt 69.000, mã xả mấy 40 cân đến 65 cân nhá. 40 cân đến 65 cân cho em. Đây là hàng chất cốt tông tàu, hàng Quảng Châu cho các chị em mình. Cái này các chị em mình đã biết rồi, em đã bán quá nhiều dòng này các chị em mình biết. Đây là xả rồi, má xả mấy? Xả 4 giúp em nhá, 69.000 đồng một cái cho mọi người. Xả 4 cho em giá 69.000, chữ này là thêu cho các bác đẹp nhờ. Cầm vào cái áo sướng như này. Hàng này nó không có bị pha ni lông các chị nhá. Hàng này các chị mặc sờ thì nó dày, nhưng mà mặc thì lại cực kỳ mát và sướng luôn. Vì nó là cốt tông tàu, hàng Quảng Châu cao cấp cho các chị em mình, không so sánh với hàng xưởng. 69.000 comment vào đấy cho em xả mấy? Xả 4 nhá. Xả 4 cho em nha các chị. Mày không like thôi. Tao thấy lên cơ mà. Ôi đấy. Tưởng thấy lên rồi mà. Xả 4 cho em ạ. Comment giúp em là xả 4. Xả 4 cho chị Mai An một cái. Cho chị Thương Lê không giấu một cái. Áo phông đằng sau là cái gì chị đừng hỏi em. Áo phông đằng sau, đằng sau nhân viên nó treo những cái gì em còn chưa có nhìn luôn. Xả 4 cho chị Hạnh Võ một cái. Hạnh Võ có luôn xả 4 này. Comment giúp em xả 4 cho em 69.000 đồng cho mọi người nốt 40 đến 65, 66 cân thoải mái hết.
xả bốn cho chị Mỹ Nguyễn một cái. Mỹ Nguyễn có luôn xả bốn. Chắc các chị em mình chả bao giờ nghĩ mua được cái áo này giá 69.000 đâu nhỉ. Hảo cũng nghỉ rồi. Ô, Hảo lại sang like cho Lan à? Đang bắt nhạc nữa. The Bluetooth device is ready to pair. Xả bốn cho em ạ, xả bốn cho anh Quỳnh một cái, cho Thu nhỏ một cái. Anh Quỳnh có, Thu nhỏ có, xả bốn cho bác Nguyễn Thị Hương Hương một cái. Bác Mỹ Nguyễn có rồi. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên giúp em là xả bốn nhá. 69.000 cho mọi người. Anh Quỳnh có rồi bác ơi. Cho chị áo dây kia nào, kỷ niệm cho mỗi người cái. Xả bốn cho chị Hoàng Anh một cái. Ok, chị Hoàng Anh có xả bốn. Đố một biết bao nhiêu bill rồi thằng. Mày bị rồ à? Ngô. Tao chán mày luôn. Chưa nổi đến 8 cục. Hỏi bác Cường, bác Cường đi đốt vía từ tối rồi. Xả bốn cho chị Linh Ly một cái. Linh Ly có luôn xả bốn này. Giang còn kem tẩy lông như nhà Thảo không? Em không chị ơi. Em không bán kem tẩy lông như Thảo. Cái này cho mỗi chị một chiếc thôi nhá. GT mấy em? GT 5 à? GT 6 em cho mỗi bác một cái thôi. 39.000 đồng, không tị nhau, không so sánh giá. Em nói thật con này quá đẹp luôn. Con này thì em bán kể cả quanh năm suốt tháng 4 mùa. Giá này là giá kỷ niệm cho mỗi người một cái thôi. Chứ cái này mà em bán cho các chị 10 cái là khách của em nó kêu rời kêu đất ngay. Vì giá buôn không có giá 39.000 nhá mọi người nhá. Chuẩn nét cho các chị em mình hàng trong túi zip. Cái này các chị em mình từ 38, 39 đến 60, 65 cân cho em vẫn mặc ok hết. Mặc cả 4 mùa luôn, có đệm ngực mút ngực cho các chị mặc đẹp lắm. Đây này. Thật sự là có đệm ngực mút ngực các chị mặc rất rất đẹp luôn. Comment cho em GT6 mỗi người được một cái 39.000 đồng. Mỗi người được một cái 39.000 đồng nha các chị nhá. Em thì em hay mặc những cái dòng này kể cả mùa thu mùa đông mặc bên trong những con áo khoác thì quá đẹp luôn. Mã cho em là GT6 kèm theo số lượng cho em. À quên, GT6 mỗi bác được một cái. GT6 cho chị Yuki Hana một cái. Cho Mule một cái. Mule có luôn này, chị đang còn G1. G1 là áo chống tụt đúng không chị? G1 là ý chị đang muốn hỏi áo chống tụt đúng không? GT6 cho chị Hạnh Võ một cái. Mule có rồi bác ơi, Hạnh Võ có rồi. Cho Diệu Thúy một cái. Diệu Thúy có luôn GT6. Comment giúp em ở đây cho em là GT6 39.000 đồng cho các chị em mình nhá. GT6 cho Phương Hằng một cái. Cho bác Nguyễn Thúy một cái. Cho chị Thu Hoài một cái. Thu Hoài có luôn này. Mule có rồi, cho Tỉnh Bùi một cái. Nguyễn Thúy có rồi nha. Còn chị nào chưa được lên vào đấy cho em GT6. Đẹp nhức nách luôn cho các bác mình. Nguyễn Thúy có rồi bác ơi. Áo chống tụt còn. Em ơi còn bao nhiêu chống tụt nó mang nốt đây chị này. GT6 cho Hoàng Anh một cái. Rửa ra. Áo chống tụt comment cho em G1. GT6 cho chị Hoàng Lê Hoàng. Chống tụt này lên comment cho em G1 kèm size kèm số lượng. Đây là những tổng kết những cái cuối cùng rồi, 68.000. Hàng này em không nhận thêm cho các chị em mình lấy về để bán shop, bán siêu thị nữa đâu vì hết hàng rồi. GT6 cho Linh Ly, GT6 cho Thu Nhỏ. Chị Lê Hòa có rồi, loa mã là loa luôn đấy chị. Shop em không còn một chiếc nào chị nhá. Cái này có cả thông hơi bên trong, không cần mặc dây cho em thoải mái. GT6 cho Mai Hà Thu một cái. Ok chị Mai Hà Thu. Cái này comment cho em là G1 kèm theo size, kèm theo số lượng cho em. 68.000 đồng một cái. Size 34, 36, 38. Không chọn màu nhé. GT6 cho Lê Thị Thúy. GT6 cho Phương Ari. Dây buộc tóc là hết hàng rồi chị ơi, không còn. Size số như nào em? 34 còn bao cái? 34, 38, 36, 45, 38, 14. Rồi, số lượng không còn nhiều. G1 kèm size kèm số lượng. Đã mặc áo này rồi là không muốn mặc áo khác nữa luôn. Đặc biệt là với cái thời tiết nắng nóng mùa hè này mà các chị phải đi làm thì các chị mặc cho em con này quá sướng luôn, nó thấm hút. Nó không bị mồ hôi chảy tòng tòng trong ngực đâu. Cực kỳ thấm hút cho các chị em mình mặc không bị bí, không bị nóng giống như kiểu mấy cái hàng su đều nhá. Thật sự với các chị luôn, chuẩn cho các chị em mình hàng các chị mua không có giá tiền trục.
Em nói thật là không có giá tiền chụp, nhìn cho em cái bộ tang mác của nó là đã sướng rồi. Không cần mặc dây vẫn ok hết luôn nha mọi người. Chống tụt cho các chị luôn, G1 kèm size kèm số lượng này. G1 một cái 36 cho Gia Như Phạm, hai cái 36 cho bác Ruby Trần. Chị Lê Thị Thúy là có mã GT6 rồi. G1 hai cái 36 cho Mã Yêu, hai cái 36 cho anh Quỳnh. G1 chị ơi, mã là G1 ý ạ. 68.000 đồng một cái, mã là G1 kèm size kèm số lượng. Nay các chị em mình chốt nốt chắc hết. Hai cái 36 cho Miu Lê, hai cái 36 cho Hoa Cưới Kiên Thường, một cái 36 cho Mít Mít. Anh Quỳnh có hai cái 36 rồi. Hoàng Anh là có mã GT6, mã này là G1 kèm size kèm số lượng. Mai Yêu có rồi. G1 một cái 34 cho Thanh Thường. Ok, chị Thanh Thường là có 34. Hoa Cưới Kiên Thường có rồi, không comment số điện thoại trên này, chị ơi em không đọc tên. Hai cái 38 cho Bùi Hoan, hai cái 38 cho Tàu Mùi, một cái 38 cho Tỉnh Bùi. Tỉnh Bùi có luôn, bác Tàu Mùi có rồi nhá. Bùi Hoan có rồi, một cái 38 cho Thúy Trân, hai cái 36 cho Thơm Nguyễn không giấu. Ok chị Thơm Nguyễn, em Giang là mặc 34 chị ơi. Nhiều chị là chắc là bằng cân kiểu như em đúng không? Hai cái 34 cho Mỹ Nguyễn. Mỹ Nguyễn có luôn này, hai cái 38 à, 3 chiếc 38 cho chị Lũy Phạm. 3 chiếc 38 cho Lũy Phạm. Đây là lần tổng kết nốt rồi các bác ơi, vì em bán quá nhiều rồi. Chắc là em nghĩ phải đến tầm khoảng 80% khách của em đã mua được dòng này rồi. Vì em bán phải đến tầm khoảng hơn 1 vạn áo tất cả rồi. Một cái buổi hôm đầu tiên em bán áo này là em bán hết hơn 4.000 cái luôn. 4.600 cái trong một buổi live đấy luôn nha các chị nhá. Về các chị mặc các chị khen sướng quá trời luôn. Hôm sau lại về, hôm nay còn bằng này là bán nốt cho các chị rồi. 68.000 đồng một cái bác ơi. Rồi, chị nào chưa được comment vào đấy cho em nha. Một cái 34 cho chị Lưu Trần. Không còn tomboy để mà lên đâu chị, hết hàng rồi. Giờ này có hàng bán đâu các bác. Dịch ra các thứ này, cái gì vải viết các thứ nó đều tăng hết. Đang mặc size nào thì chị vẫn mặc size đấy thôi, chứ đừng comment là chị cận bằng chị 53 cân chị mặc size gì nhá chị nhá. Có những người người ta 53 cân nhưng người ta ngực nhỏ, người ta vẫn mặc được size nhỏ, mình ngực to thì mình lại mặc size to thôi. Không còn quần chip đâu chị, chip không còn một cái gì luôn. Giờ này làm gì có hàng đâu các bác, nên em còn bao nhiêu em xả nốt. Nghĩ cho các chị em mình vài bữa. Rồi chị nào mình lấy mình lên comment vào đấy cho em G1 kèm size kèm số lượng nha. Cái này nó là cái gì đấy? Cái này như là nhà cái Thảo. Nó đâu rồi? Biết nó đâu rồi, để xem là xả bao nhiêu để mình xả nốt xếp bộ này ra cho chị chứ. Chị Lưu Trần có 34 rồi. Loa. Loa đây này chị này, để em mở loa cho các chị em mình. Em lại đi kết nối loa, em mở loa cho các bác nghe cho nó đỡ buồn các chị ạ. Em còn thuốc ngứa, thuốc ngứa là mã T1 chị ơi. Loa bán vui, loa nhà em mua để em xách đi câu cá với tập gym. Nhưng mà nhiều chị lại hỏi quá, thế là thành ra lại đam mê nó lên. G1 size 36 cho chị Viễn Lệ. T1 2 tiếp cho chị Lũy Phạm. G1 một cái 34 cho Nguyễn Bích Trâm. Viễn Lệ có 36 rồi, T1 cho chị Lê Hòa luôn. T1 cho chị Lê Hương luôn. T1 lần này tuyếp nó mới về, nó tuyếp nó to hơn đấy, các chị mua về mà dùng cho em rồi hơn đấy, dùng sướng. Nào, để chọn cái loa này. Đấy, loa cho các chị nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. T1 cho chị Thanh Giáng, 85.000 một loa. Cái này chị, các chị vừa dùng để nghe nhạc, bắt với Bluetooth này, hoặc là cắm thẻ nhớ cho em này, hoặc các chị có thể bật mở YouTube rồi cho con các chị nghe nhạc này, nghe nhạc du này, hoặc là nghe những câu chuyện cổ tích nhá. T1 cho Dung Còi. Em say, anh có thể đến đây không? Có để em ôm lấy anh không? Đừng trách móc sao em quá phiền, cũng đừng hỏi em điên hay sao. Dù đã chia tay, G1 size 36 cho Dung Còi. Ok Dung Còi,
một cái loa cho Thu nhỏ. Em say một hai ba bốn năm đi, chẳng đang bằng nước mắt ở trên mi. Dù ai hỏi em đang buồn gì, em không nói em đâu có gì. Cảm giác chia ly chẳng ai thấu hiểu. Loa là 85.000, mã cho em là loa luôn chị ơi. Ok, một loa cho chị Mã Yêu, một cái loa cho bác Hân Hương, một loa cho chị Nguyệt Phùng. Thuốc ngứa là 29.000, mã là T1 chị ơi. Đấy, comment vào đấy cho em là loa GT6 là Hoàng Anh có rồi đấy, chị Nguyệt Phùng là có loa rồi. Thêm T1 cho chị Thanh Giáng, ok chị Thanh Giáng. Cái này thì dùng thích mà, một loa cho bác Thương Lê luôn. Thêm T1 cho chị Thanh Tâm, Thanh Tâm có thêm T1. Loa, một loa cho chị Phạm Ly, Phạm Ly có luôn một loa luôn này. Trời ơi, rẻ các chị ạ, thật sự luôn. Các chị có thể là mình mở cho con nghe những cái câu chuyện cổ tích nhá các chị nhá. Mình mở điện thoại, mình kết nối bluetooth cho em là được. Hoặc các chị em mình có thể tải cho em những cái gọi là những cái câu chuyện cổ tích này, hoặc là những cái gọi là về Phật pháp các thứ ấy các chị. Không biết là các chị có tín không, nhưng mà người ốm người yếu mà các chị nghe những cái pháp cái pháp luân công ấy. Đấy, hoặc là cái luật luân hồi ấy, rất là hay luôn nha các chị. Mà kiểu đầu óc mình nó thư giãn. Đấy, mình sống kiểu nó nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn đấy các chị, thích lắm. Mà nó tiện, ví dụ như các chị em mình nhà có người ốm, các chị có thể mua được cho em về mình cho nghe Phật pháp các thứ này, hoặc là giảng giải về Phật. Đấy, đơn giản. Hoặc là dùng cái thẻ nhớ các chị có thể tải nhạc này, tải những cái câu chuyện cổ tích này, những cái bài hát du này cho con nghe nha các chị nhá. Hoặc là trực tiếp luôn là các chị em mình có thể kết nối bluetooth, các chị em mình xem phim cho nó to hơn, hoặc là nghe nhạc. Đấy, hoặc là nghe đọc những cái câu chuyện cho con, chuyện cổ tích cho con nghe đều được hết luôn. 85.000 một cái thôi, hết pin thì mọi người lại sạc cho em, dễ dùng lắm. G1 3 cái size 38 cho gái Trúc Lâm. Xả 4 là mã nào em ơi? Thuốc ngứa là T1. Quần không còn ở đâu chị? Thuốc ngứa là mã T1 cho em nhá. Loa cho gái Út một cái. Loa cho gái Út. Gái Trúc Lâm có cái G1 3 cái size 38 rồi. Thuốc ngứa bôi rôm sẩy để sướng quá. Rất là nhiều chị bảo em là bôi thích lắm em ạ. Con chị bôi vào nó ngủ ngon luôn. Một cái loa cho chị Nguyễn Hà, T1 cho chị Bùi Tuệ An. Bùi Tuệ An có T1, Nguyễn Hà có loa. Rồi còn bác nào mình chưa được nữa, mình lên comment vào đấy cho em nhé. T1 hai lọ cho chị Sumo. Sumo có hai tuyết T1. T1 dùng sướng lắm đấy các chị. Thật sự luôn là mọi người kêu là nó thần thánh lắm. T1 hai tuyết cho chị Hạnh Võ. Hạnh Võ là có hai tuyết T1 nhá. Rồi chị nào mình lấy T1 mình lên về đấy cho em là T1 giúp em. Nghe nhạc nghe nhất cho em, thích lắm. Chị Lê Vân một cái, cho em 10 tuyếp thuốc ngứa. Ok, cho Nguyễn Bích Trâm 10 tuyếp thuốc ngứa. Loa cho chị Vang Thùy một cái. Vang Thùy có luôn loa này. Chị mang đi công ty vào bôi dịu luôn. Em cảm ơn chị Lê Thị Nhung nhá. Thuốc ngứa dùng thích lắm, bộ đằng sau em lên rồi. Mã là xả 395.000 một bộ đấy. Nó là cái chất đũi đũi Nhật của em đấy. Cái này còn 3 cái nhá, 3 cái, cái này mặc kể cả mặc đôi mặc nhóm cho em thoải mái. Nhưng còn có 3 chiếc thôi. Comment luôn em xả 65.000 mã cho em, 65.000 kèm màu, màu nâu, màu vàng với màu đen. Cái này thì các chị em mình biết rồi, 40 cân, nên các chị em mình tầm khoảng 67 cân cho em vẫn mặc được.
màu đen còn một cái, màu nâu còn hai cái, màu vàng còn một cái là hết hàng. Comment giúp em là 65 kèm màu, màu nâu, màu vàng với cả màu đen cho em nhé. Nâu, vàng và đen cho em là hết hàng. 65.000 nốt, mã là 65 kèm màu cho em luôn. Hàng này không còn hàng mà bán nữa đâu các chị ơi. Bao nhiêu khách hỏi Giang ơi còn cái này không, cho chị mua 10 cái làm đồng phục mà em đâu có còn đâu, em hết rồi. Còn có mấy cái này là hết. T1 2 lọ cho chị gái Trúc Lâm. G1 3 cái size 38 cho bác Nguyễn Thu Na. Xả 3 cho chị Phạm Đức Hiệp. Ok, xả 3 cho Phạm Đức Hiệp, cho em một tuyết T1 nữa. Ok, cho Dung Còi thêm tuyết T1 nữa. Xả 3 là bộ hồng đấy. Nguyễn Thu Na em ok rồi. 65 vàng cho Lê Thị Nhung, 65 nâu cho Hạnh Võ. Hết luôn màu vàng. Lê Thị Nhung có màu vàng rồi. Hiện tại em còn một cái màu nâu với một cái màu đen nữa là em hết hàng luôn. Comment vào đấy cho em 65 nâu với cả đen thôi là hết, vàng không còn. Loa cho chị Hoa Nguyễn một cái. Ok, chị Hoa Nguyễn có luôn một em loa luôn này. Loa dùng thích mà, em thấy tiện. Trời ơi, nhà em là gọi là mua về để mấy anh em xách đi câu cá. Thi thoảng nhà em toàn ra công viên ấy, picnic, ngồi mang cái bếp than ra ngồi ăn đồ nướng với nghe nhạc. Nên là dùng cái này cho nó tiện này các chị này. Chứ mang cả cái loa kéo đi thì chịu, cồng kềnh. Còn điện thoại thì không đủ đô. Làm độ 2-3 cái loa này nghe thì thôi rồi, đã đời luôn. 65 màu nâu cho chị Lê Vân. Hết luôn màu nâu không còn. Em còn một chiếc màu đen nữa là em hết nha. Màu đen cho chị Nguyễn Hà là hết luôn. Ok, Nguyễn Hà có luôn màu đen là hết luôn rồi, không còn ạ. Hết luôn màu đen không còn nữa nha các bác. Rồi, tiếp cho các chị em mình nào. Nhọc nhằn người quá các chị ạ. Kia là còn cái chống nắng, chỗ kia là còn size gì đấy, em chống nắng 2 lớp kìa. Hết nâu rồi, hết hàng luôn rồi. 2 lớp là dài hay là ngắn nhỉ? Còn size gì đấy? Thế thì còn em cái này em còn ít nó lên nốt cho các chị luôn. Em không còn mã 65 nữa các chị ơi. Còn ít cái này cho các chị em mình từ 50 cân đến khoảng 62, 63 thoải mái luôn cho em nhé. Nhớ cho em là chống nắng 2 lớp, hàng 2 lớp cao cấp luôn. Cái này các chị lên comment ở đây cho em luôn là VIP 1 thanh lý 89.000. Cái này tại cái thảo, VIP 1 có rồi, VIP 2 cho em ạ. VIP 2 cho em để luôn 89.000. Cái này kể cả các chị 45 cân cũng mặc được cho em rồi. Không có sợ bị rộng thùng thình đâu. Đây các chị nhìn cho em này. Nhớ cho em là 2 lớp hàng công ty nha. Hai bên túi này đều có kéo khóa. Ngay chỗ này nó có mã của công ty luôn này, đây này. Chỗ này cũng là có của công ty luôn cho các chị em mình. Cái này 45 cân đến 62, 63 cân cho em vẫn mặc được. 2 lớp cho các chị em mình nhá. Giá là em để nốt 89.000. Không có còn nhiều. Cái này các chị biết em bán 95.000 có bao giờ ế hàng hay tồn hàng đâu ạ. Không có hàng mà bán. Chủ quan đây là dịch dạc thôi, kỷ niệm cho các chị em mình. Các chị đỡ phải mua ngoài nó đắt đỏ thôi. Hàng của em hàng mát sườn này, chuẩn cho các chị em mình hàng công ty. Bao xịn sò cho các chị luôn. Mã là VIP 2 giúp em nhá. Muốn mặc rộng rộng thì 40 cân đến 60 cân hết. Rồi, VIP 2 giúp em. Loa cho chị Lương Oanh một cái kìa. G1 thêm một cái size 36 cho bác Nguyễn Thu Na. Ok bác. VIP 2 cho Lê Thị Nhung. VIP 2 cho Lê Thị Nhung này. VIP 2 cho chị Mít Mít. Mít Mít có. VIP 2 cho Lê Hòa. VIP 2 cho bác Huệ Phạm không giấu. VIP 2 cho Hoa Cưới Kiên Thường. Em là 49 cân đấy chị, 49 cân rưỡi đấy. Rồi còn chị nào mình chưa được VIP 2 nữa, VIP 2 cho chị Tí Hon. Lê Hòa có rồi, Tí Hon có còn vài cái thôi, không là hết nha. Hôm sau không hỏi em nữa, em chị ưa dòng này không còn mà. VIP 2 cho bác Lâm Hòa một cái. Hàng chuẩn 2 lớp, nắng thông hơi kim cương. Hàng cao cấp cho các bác mình. Comment vào đấy cho em là VIP 2 cho em. VIP 2 cho chị Chi Mỹ. VIP 2 cho Nguyễn Oanh. Lương Oanh có loa rồi, rồi em hết sạch VIP 2. Không bao giờ hỏi em nữa nha, vì em đã hết hàng rồi. Hết luôn không còn. Ê, VIP 2, à lấy cho khẩu trang em ơi. Nào, khẩu trang các chị lên comment cho em mã là Tri Ân nhá. 48.000 hai hộp khẩu trang. Hôm nay chốt đơn chắc là khách không còn VIP 2 nữa các chị ơi. Em không còn VIP 2 nữa đâu. Hôm nay chốt đơn các chị này không màu khác em cũng không còn luôn. Các bác lại hỏi nhân viên nhà em còn hộp màu không? Nhiều bác lại hỏi nhân viên nhà em là em ơi 48.000 một hộp khẩu trang à? Em bán cái này của em là chuẩn khẩu trang y tế hàng 4 lớp có kháng khuẩn cho các chị em mình. Mã cho em là Tri Ân. Em bán cho các chị em mình là 48.000 hai hộp nha các chị nhá. 48.000 hai hộp khẩu trang chip 148 em không còn, em đã nói là chip em hết sạch rồi. Comment đấy cho em mã là Tri Ân. Cái này em không còn nhiều đâu, còn bao nhiêu, tức là thế là còn bao nhiêu combo tất cả? 41 ạ.
còn 41 combo tất cả thôi đúng không? Chuẩn không đấy? Không là hết là không có hàng bù khách đâu. Comment vào đây cho em mã là tri ân 48.000 hai hộp khẩu trang chuẩn 4 lớp có kháng khuẩn nha. Tri ân cho em này, cho chị Hương Nguyễn không giấu có này, cho chị Phạm Đức Hiệp có này, cho chị Anh Nguyễn không giấu có này, Lê Thị Nhung có này, Lê Hòa có này. Ok, cho chị Bùi Hoan có, Tươi Thơ Nhất có này, Tươi Thơ Nhất có luôn, cho chị Lê Hương có này, Lê Hương có luôn, VIP 2 em không còn nữa chị ơi. Cho chị Tí Hon có luôn mã tri ân này, Bùi Tuệ An có này. Rồi cái này khẩu trang này nhá, các chị khẩu trang màu xanh chị ơi, cho chị Bông Hin có luôn này, Bông Hin có luôn mã tri ân, cho chị Hạnh Võ có tri ân này. 48.000 hai hộp, mã là tri ân, cho chị Hương Nguyễn loa luôn. Ok, chị Hương Nguyễn không giàu có loa, tri ân cho chị Thanh Thường này. Cái này bây giờ các chị ra ngoài là các chị phải đeo rồi. Em không biết các bác chỗ các bác như nào, chứ chỗ em mà ra ngoài không đeo khẩu trang không biết là việc gì. Chỉ cần ra ngoài không đeo khẩu trang phạt 2 triệu rồi. Rồi tri ân cho chị Việt Long Anh Tú, tri ân cho Thúy Trần không giấu, cho chị Mỹ Nguyễn có tri ân, cho chị Nguyễn Huệ có tri ân, Thu Nhỏ có tri ân, Hằng Ruby có tri ân, Thanh Giáng có tri ân, 4 hộp cho chị Thúy Hồng, Việt Long Anh Tú có rồi. Chị nào chưa được lên giúp em là tri ân cho em một hộp là 50 cái nha các chị nhá. Comment vào đấy cho em mã là tri ân còn bao. Tri ân ok 4 hộp cho chị Hương Hiếu. Hương Hiếu có luôn này, tri ân cho Học Đình, tri ân cho Bonkin, tri ân cho chị Lê Huê. Lê Huê có luôn mã tri ân, cho Nguyễn Bích Trâm có tri ân, loa cho chị Thúy Hồng luôn. Hương Hiếu em ok rồi ạ. Thúy Hồng có loa rồi. Hằng Ruby có tri ân rồi, còn bao combo nữa em? Em còn cho chị Trang Đoàn có luôn mã tri ân. Trang Đoàn có còn 12 chị nữa là 12 cặp nữa rồi là hết. Em bán 48.000 hai hộp đấy mọi người. Chuẩn hàng 4 lớp có kháng khuẩn yên tâm cho em. Nguyễn Bích Trâm có rồi. Loa đây cho các chị. Tri ân cho chị Lương Oanh, tri ân cho bác Phan Huyền Trần, cho chị Thúy Trần không giàu có tri ân. G1 2 cái 34 cho chị Hoa Nguyễn. Nguyễn Bích Trâm là có má tri ân rồi. E1 cho em một bộ 15 cân, một bộ 19 cân và kéo của em có chưa? Ok, Bông Hin nhá. Bông Hin là E1, một bộ 15, một bộ 19 và một cái kéo. Ok, Bông Hin. Khẩu trang mã là tri ân cho chị Lương Thị Phương, tri ân cho Ngọc Ánh, son em không biết là còn không các bạn, tri ân cho Trần Mai. Không chị ơi, loa này 85.000 hỏi em bảo hành lâu không? Gớ, mua ra khỏi nhà em không có bảo hành rồi chị ạ. 85.000 cái hỏi em bảo hành lâu không? Thì em cũng đến ạ chị. Chị Lê Huê có mã tri ân rồi chị ơi. Em chịu luôn đi các bác. Em nói luôn nhá, cái này không có bảo hành. Khi nào em bán 850.000 một cái thì em bảo hành cho. Hỏng mang ở đây em lại sửa cho, hoặc là hỏng em lại mang ở đây em đổi mới cho. Chứ em bán 85.000 bảo em bảo hành không. Đó. Chị, em nói thật 850.000 cũng không bảo hành đâu. 850.000 các chị đến lúc các chị có dùng hỏng các chị mang đến, người ta cũng nói với các chị đấy là không phải lỗi của nhà sản xuất, lỗi là do các chị rồi. Chứ đừng nói đến 85.000 hỏi có bảo hành không. Đứa nào nói nó bảo hành cho các chị là nó bốc phét đấy. Đến lúc các chị có báo lỗi hay là báo hỏng, người ta bảo do các chị sử dụng. Chị, mày trả lời cái. Ok, tri ân cho chị Lương Oanh, thêm một mã tri ân cho chị Hương Nguyễn không giấu. Ok, thêm hai hộp tri ân nữa cho chị Thúy Trần, tri ân 4 hộp cho Boeing. Hết luôn đúng không? Rồi, G1 một cái một size 36 của chị Việt Long Anh Tú. Chết. Chuẩn thật sự với các chị. Loa là mã loa luôn. Em nói thật với các bác. Nhưng các chị bảo rằng là bây giờ bán 85.000 một cái loa này. Em được của các chị em mình 8.000 trên một cái loa, em nói thẳng luôn. Ngày hôm qua em bán cho các chị em mình là lãi được 3.000 một cái. Là vì em lấy 30 cái, lấy 30 cái vào là 82.000. Vì em nghĩ là em lấy về nguyên nhân viên nhà em mấy đứa lấy? 3 đứa, 5 đứa đều. Ui dồi, thôi chết rồi, chúng em lấy lắm thế. Nguyên nhân viên nhà em là 5 đứa, 5, lấy 5 cái luôn. 5 phòng chúng nó lấy 5 cái luôn. Được chưa ạ? Và nhà em để lại 2 cái, nhà Phương Hà 1 cái, nhà Sơn Thảo 1 cái. Còn lại đâu có 20 cái hay là 19 cái là em bán lẻ cho các chị tối qua. Làm mỗi một cái em được của các chị em mình 3.000. Đấy, còn hôm nay em làm luôn một phát, sáng nay em lấy là 380 cái, mấy thùng đâu ấy. Lấy mấy thùng ở đâu ấy là nó được rẻ thêm mấy nghìn nữa. Là coi như em bán cho các chị em mình là em được lãi của các chị mấy nghìn. Nhưng các chị bảo cái này bán cho các chị em mình 85.000 bảo hành nữa.
Bây giờ các chị về các chị dùng chán thùng chê rồi. Đúng ạ. Quay ra các chị bảo ô em ơi tự dưng dạo này loa nó không lên. Thế là em đi đền cho các chị cái mới à? À cái câu gì mình nghĩ cho nó kỹ rồi hãng hỏi chị ạ. Nếu như nó tầm độ 850.000 thì em Giang cũng suy xét đến cái vấn đề bảo hành cho các chị. Em nói thật. Loa hai cái cho chị Nguyễn Kim. Loa hết luôn kìa loa. Loa hai cái cho chị Nguyễn Kim. Một cái loa cho Tí On, một loa cho Phan Huyền Trần. Phan Huyền Trần có này. Mã là loa luôn đấy chị ơi, comment cho em là loa là được. Cho em nói thật với các bác. Đó. Hôm nay nhân viên nhà em nó dùng cái này, các chị chỉ dùng đến khi nào hết pin là các chị lại sạc thôi. Chứ còn nó không có vấn đề gì đâu. Thật sự luôn. Cái này em có làm, em có lỡ em làm rơi mà vẫn nghe bình thường ấy mà các chị. Không vấn đề gì luôn ấy. Các chị hết pin các chị lại sạc. Chứ còn em nói thật, các chị cứ thử mua cái tivi về. Các chị mua cái tivi mấy chục triệu về. Còn các chị không may mà gõ cái gì vào, các chị mang ra các chị bảo người ta bảo hành, người ta có bảo hành cho các chị không? Hay là các chị phải bỏ tiền cho các chị sửa? Bây giờ 85.000 một cái loa bảo em là bảo hành bao nhiêu lâu? Ô, nghe nhạc phê lắm. Đấy các chị bảo 85.000 hỏi em bảo hành bao lâu? Em chết. Loa em bán 85.000 bác Di Ta Trần à. Cái này là bình thường là em toàn đi tập gym bên ngoài đấy bác. Dạo vừa rồi em tập gym bên ngoài. Thế bây giờ là hai vợ chồng kiểu thi thoảng đi câu cá, dịch ra các thứ là chiều đấy là cứ đi câu cá các chị ơi. Thế là mang theo cái loa này để ngoài bờ hồ ấy, để ngoài bờ hồ để nghe nhạc cho nó đỡ buồn. Chứ các chị bảo đi câu cá mà lại cầm cả cái điện thoại mà cứ ra lại bấm 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 để nghe nhạc, để chuyển bài các thứ nữa thì nó rơi điện thoại mất. Nên là nghe loa này với cả là tập gym nhà em mà hai vợ chồng nhà em này với lại nhà Sơn Thảo với nhà Phương Hà đã tập trung tập gym trên sân thượng ấy, là vác cái này lên để nghe. Đó, hoặc là thi thoảng nhà em kiểu chiều mát ấy hay ra ngoài công viên. Đấy, thế là ra ngoài đấy ăn đồ nướng ấy các chị, thế là mang cái loa ra ngồi vừa nướng vừa nghe nhạc. Chứ còn nếu khách vào hỏi. Hả? Mang cái loa ra. À, cho chị một cái kéo một tuyếp thuốc ngứa. Ok bác anh Nguyễn không giấu. Loa cho Nguyễn Thị Thanh, loa cho bác Di Ta Trần, loa cho Hoa Bỉ Ngạn. 85.000 một cái chị ơi. 85.000 một chiếc nhá, sắp hết chứ em còn bao nhiêu cái loa nữa. Đấy còn hơn 30 cái nữa là hết rồi. Đấy các chị em mình nghe cho em này. Sướng lắm, em nói thật nghe nhạc này. Có các chị dùng được cho em cả thẻ nhớ. Các chị ơi có chỗ cắm thẻ nhớ đây này. Có chỗ cắm thẻ nhớ. Em nghĩ là chỉ dùng đồ nhạc bình thường thôi, nhưng mà tự dưng mình lại nghĩ ra. Cái này các chị có thể mở, các chị em mình mở cái những cái chuyện cổ tích cho con cái nghe cho em cũng ok hết luôn, thích lắm. Còn dùng thẻ nhớ thì tải tất cả các loại nhạc về nghe cho em. Loa cho Thu Vân một cái, loa cho Hoàng Hiền, loa cho Phương Phạm không giấu, loa cho chị Hà Thanh Nhàn. Hà Thanh Nhàn có loa luôn này, bác Di Ta Trần có rồi. 85.000 một cái các chị ơi, nó có sạc đi kèm, đưa chị cái sạc em. Hết pin các chị lại sạc thôi nhá. Hết pin các chị lại sạc cho em. Cái này các chị cắm vào cái củ sạc điện thoại của các chị là được. Cái này là nó có dây sạc cho các chị em mình nhá. Nó có cái cáp này. Các chị cắm vào cái củ điện thoại cho em cái là được luôn. Xong các chị cắm vào đây nó có chỗ sạc này. Đấy. Nó có cái củ sạc, em mới đưa chị cái củ giống như. Không có củ đâu nha, không đến lúc lại đòi em củ thì em chết. Sạc điện thoại nào cũng được, miễn là có cái củ như thế này các chị cắm vào cho em là được. Kể cả là củ của iPhone hay là củ của Oppo hay là củ của Samsung đều cắm được hết. Và các chị cắm vào các chị sạc cho em là ok hết luôn. Hết pin các chị lại sạc, các chị nghe triền miên cho em luôn. Ok, loa cho chị Hoa Nguyễn, Hoa Nguyễn một cái. Hoa Nguyễn có luôn thêm tri ân cho chị Lê Thị Nhung là hết luôn đúng không? Ok, chị Lê Thị Nhung nhá. Thu Vân có má loa rồi đấy. Rồi, còn chị em nào mình lấy mình lên comment vào đấy cho em. Thích lắm. Nhà em để gọi là. Đó các chị em, này em ơi lấy cái dây để của nó buộc vào cuốn nó này. Cái dây này của nó. Có cắm vào mic không không chị ơi? Cắm vào, hay là cái chỗ này có phải mic không hay là cái gì đây? Chắc không phải cắm vào mic đâu đúng không? Ui giời, đừng có hỏi. 85.000 hỏi em đi cắm mic, em chả có thời gian đâu. Em đi chỉ cắm mic ở đâu các chị ơi. Về mà nghe nhạc. Nghe nhạc, nghe pháp luân công. Nghe chuyện cổ tích. Thế thôi. Loa cho chị Su Su Trần.
Trần một cái, loa cho bác Hạnh Võ một cái. Hạnh Võ có luôn này. Em thêm cho chị Lê Thị Nhung rồi đấy chị ơi. Không lên áo nam nhá. Chưa từng say khi quên đi một người, miệng cười mà những nỗi đau lại muốn trong đầu. Ban đầu em nghĩ là chỉ có về nghe mỗi nhạc không á, xong tự dưng mình quên mất là nó lại còn cắm được cả ngày nhớ. Tặng ngay ba gói trong thùng, giá không đổi. Xong lại nghĩ được là ô, cái này thì mình thích mở cái gì, hay là mình tải về mình cho con nghe nhạc này, nhạc thiếu nhi này, hoặc là cho con nghe những cái câu chuyện cổ tích này. Kệ nó chơi thì nó chơi, có khi xem tivi nó chả xem đâu, nhưng mà mình mở cái loa mình cứ để bên cạnh cho nó nghe những câu chuyện cổ tích là nó lại tiếp thu được đấy các chị ạ. À, Giang có chống nắng nam mình như còn ít đấy chị ơi. Minh hình như có loa rồi, loa cho chị Thu Hà một cái. Em là em không có thích lươn lẹo làm gì hết các chị ạ. Không có thích lươn lẹo. Vì mình thật sự rằng 85.000 một cái loa, mình đòi hỏi gì ở nó nhiều ạ. Đúng không các bác? Nghe nhạc, xem phim thích mở vào cho nó to hơn. Làm một cái thẻ nhớ tải một chút những cái nhạc cái nhẽo về, cắm thẻ nhớ vào cho nó hát triền miên cho nó vui tai. Chứ còn mình mong muốn cái gì nữa đâu. 85.000 mua được cái gì ạ? 85.000 làm 3 bữa rau ngon là hết rồi. Làm 3 cái nồi canh ngon là hết rồi. Có khi canh cua còn được có nồi thôi. Húp đánh sụp cái nó hết rồi. Còn mong muốn cái gì nữa đâu. Đây các chị em mình mua cái này về, em thấy các chị em mình nó quá là tiện luôn ấy. Đặc biệt là nhà các chị em mình có trẻ con, mình có thể là mình tải những cái câu chuyện cổ tích về, mình mở cho con nghe. Đấy, có dùng được cả thẻ nhớ chị ơi. Có cả thẻ nhớ luôn nha bác nhá. Mình dùng thẻ nhớ vào đấy, cho em mình có thẻ nhớ thì mình cắm thẻ nhớ vào. Rồi, qua loa cho chị quyển xây dựng một cái. Ok, quyển xây dựng có luôn loa. Cứ lươn lẹo với nhau làm cái gì. Đơn giản như thế luôn cho nó nhanh. Em là em không có thích lươn lẹo. Nói thì nói rất nhiều thật. Biết cái gì nói cái đấy. Không comment số điện thoại trên này cho chị Hoàng Nguyễn một cái. Địa chỉ số điện thoại là nhắn tin vào tin nhắn chị ơi. Nhưng mà đừng có lươn lẹo nhau nha các chị. Dùng như nào phải nói như thế. Đừng có về và dùng được tất cả cái nọ cái kia các thứ. Thế là về làm khách thất vọng. Còn đây về các chị mày mò được thêm cái gì thì các chị mày mò. Em thấy nó có cả cái lỗ tròn tròn này, em không biết là cắm cái gì. Hả? Cái này là cắm cái gì? Em thì em nói thật là em không có mày mò đâu. Đấy, em thì em chịu, em không có mày mò. Em chỉ đơn giản nhất là em cứ. Nó còn có cái gì nữa đây này, cắm cái gì chỗ này nữa này. Đó, về các chị em mình tìm các chị mày mò đấy. Em chỉ xem mỗi to nhỏ nách bài, kết nối Bluetooth xong. Thế thôi. Thật sự với các chị em mình, em chỉ cần mỗi thế thôi. Em cũng chả mày mò gì thêm những cái công dụng của nó đâu. Còn bao nhiêu cái loa nữa nhỉ? Chứ tự nhiên em nghĩ đến lại còn cắm cả mic hát nữa thì em mà gào cho ba bài thì nó nổ tung cả loa. Em hát dở lắm, em chỉ có nghe nhạc thôi. Phong nam, áo phông dành cho tầm 35 cân không? Hình như không còn rồi chị ạ, hết. Có còn, chỉ còn lại tẻ loa 85.000 một chiếc chị ạ. Đấy, cho các chị nghe thêm tí nhạc nữa nhá. Bluetooth đúng không? Vừa có một bạn comment đấy, em nói thật là em không quan tâm mấy cái đấy. Em thấy cái này nó quá tiện rồi. Đúng rồi, nghe nhạc
sợ sẽ sợ sẽ chết. Loa cho chị Hằng Lê một cái kìa. Bộ đằng sau là 95.000. Loa cho chị Dung Lê một cái. Loa cho bác Đỗ Hồng Lê một cái. Loa cho chị Nguyễn Hương một cái. Nguyễn Hương có luôn, chỉ cần lên loa kèm số lượng vào đấy là được chị ơi. Nhá. Đấy, kìa bà Nguyễn Trang báo quay ra báo hỏi tiếp, có nghe được đài không? Đó. Rồi, loa cho chị Hà Phương một cái. Loa cho Kim Phương một cái. Loa cho chị Nguyễn Thư một cái. Nguyễn Thư có luôn này. Còn chị nào chưa được nữa comment vào loa còn bao cái này. 20. Rồi à, mở nhạc con gái chị nó bảo thế cô không bán hàng à chị Niên Thị Nguyễn. Hôm nay cô lên cho nó vui thôi. Zip đánh răng bé là T2 chị ơi. Zip đánh răng bé là T2 nhá, 15.000 đồng một túi này, 4 cái. Zip đánh răng bé là T2. Chống nắng nam để cho các bạn đi tìm xem còn ít nào, bây giờ chị lên đây nào. Cái này là T2 chị ơi, 15.000 đồng một set 4 cái nhá. 15.000 đồng một set 4 cái. Chống nắng nam phải lát nữa xem các bạn ấy còn bao cái đây, em xả nốt vào đây. T2 cho chị Lâm Hòa, T2 cho Hương Nguyễn không giấu. T2 cho chị Vi Nhi, T2 cho Phương Phạm. Vi Nhi có, Phương Phạm có. T2 là 15.000 đồng 4 cái đấy các bác. Em nghĩ là dùng thoải mái cho các bạn ấy luôn, 1 tuổi trở lên đã cho con dùng rồi. T2 cho chị Thơm Trần. Thơm Trần có T2 này. Vi Nhi có rồi, nào làm tí chống nắng nam cho các bác, mình có mua cho chồng thì mua. T2 cho Thơm Nguyễn không giấu. Thơm Nguyễn không giấu có luôn này. T2 cho chị Thanh Thường. T2 cho Lê Thị Nhung. Lê Thị Nhung có này. Loa cho chị Khúc Hảo. Loa cho bác Khúc Hảo một cái. T2 cho Thu Vân. Thu Vân có luôn T2 này. 15.000 đồng một set 4 cái đấy chị. Rồi còn bác nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em là T2. T2 cho chị Hân Hương. Hân Hương có luôn này. T2 cho Bohin, thêm một set T2 cho chị Thơm Trần. Ok chị Thơm Trần, loa chị Đỗ Hồng Lê có rồi. Loa cho bác Hồng Đào. Bác Hồng Đào nhắn tin vào phần tin nhắn cho em nhé. Loa nghe nhạc hay hát, cái này là loa nghe nhạc chị ơi. Rồi loa Kim Phương có rồi đấy bác. Loa cho chị Lê Thị Nhung một cái kìa. Lê Thị Nhung có loa kéo là mã K39 bác ơi. Kéo là mã K39 nhá. Trời ơi, phải nghe cho em cho nó đỡ buồn các chị ạ. Tối đến mở cho nó vui nhà. T2 cho chị Đỗ Hồng Lê. Ok bác Đỗ Hồng Lê có luôn này. Lê Thị Nhung có loa rồi. Bác Lê Thị Nhung là chị nào, bạn nào vừa nhờ mua hộ loa đúng không? Thích nhờ cảm giác mình bán hàng mà mình được bạn bè của khách vào ủng hộ ấy. Hoặc là khách mua xong khách lại về khách giới thiệu bạn bè mua. Em cảm giác nó sướng lắm, các chị phê cực kỳ luôn. Đấy mình đông khách lên là nhờ đâu, đông khách lên là nhờ khách đấy. Thật sự luôn đấy các chị. T2 cho Kim Phương, K39 cho anh Quỳnh. Ok chị Anh Quỳnh có K39. K39 là kéo. Kéo đợt này thì em khuyến khích các bác mình mua. Đợt sau em chưa chắc đã dám khẳng định là loại đẹp này đâu, nói luôn. Vì bây giờ mỗi một đợt nó về. Nhưng đợt có đợt, cái đợt này là giống hệt cái đợt đầu tiên em bán ấy. Cái chất lượng kéo cầm nó rất là nặng và chắc tay. Còn có một đợt kéo nó bị nhẹ hơn. Đỗ Hồng Lê có T2 rồi đây. Em còn ít nắng nam này, còn đủ size đúng không? Cái này em còn XL với 2XL nhá. XL là từ 45 cân đến 60 cân, 62 cân vẫn mặc thoải mái. Nhưng muốn rộng rộng thì cứ 45 đến 60 cân. Còn 2XL từ trên 60 cân đến 75 cân. Giá em thanh lý lớp có 59.000 một cái chống nắng này thôi. Nó là nắng thông hơi một lớp, có túi trong này. Đấy, cái này thì nam nữ đều mặc được. Thật ra nó là chống nắng nam, nhưng các chị em mình cũng, nếu như các chị em mình mà thôi, không mua được chống nắng nữ thì mua cái này về mặc cho em được, chứ vấn đề gì đâu. Đấy, 59.000 đồng. Tự tin cho các chị em mình giá rẻ nhất đất nước luôn. Mã này có lên comment cho em là xả mấy rồi em ơi. Công ty chị toàn mua của em đó. Em cảm ơn chị Lê Thị Nhung. Mã là xả 5 kèm theo size, 59.000 đồng một cái. Cái này chống nắng chống tiêu UV nha các chị, vì nó là cái chất thông hơi kim cương đấy. Mặc rất là thích luôn, không bị bí nóng như kiểu áo chống nắng thô đâu. Bán cho các chị em mình nốt luôn. Có 59.000 mã là xả 5 mà. Xả 5 kèm size nhá, còn ít thôi không còn nhiều. Xả 5 K39 cho chị Nguyễn Thị Thanh kìa. Xả 5 kèm theo size, đừng comment số điện thoại trên này nhá các chị nhá. Nguyên trường chị và xóm chị rủ được hơn chục người mua cùng đấy. Thật sự luôn là rất là vui luôn đấy các chị. Bán hàng chỉ cần như thế thôi. Chứ bán hàng mà để người ta mua một lần xong người ta vào người ta bảo hàng thì xấu, người ta chẳng dám giới thiệu bạn bè mua ấy, thì em nói luôn là không ăn thua. Người như thế thì không thể nào mà tồn tại được lâu cả hết.
Em bán đây gọi là 6 năm rồi, 6 năm trời bán like đấy rồi đấy các chị ạ. Comment cho em cái này là xả năm kèm size XL cho Doãn Thùy Trang. Doãn Thùy Trang nhắn tin giúp em địa chỉ, số điện thoại và tin nhắn đấy nhá chị nhá. Xả năm 2XL cho Lê Thị Nhung, 2XL cho chị Phương Phạm, 2XL, ôi giời, 2XL dự bị cho Việt Long Anh Tú đi. Nhắn vào chia lên cho chị là Việt Long Anh Tú dự bị thôi. Hiện tại em hết 2XL rồi, XL cho chị Thúy Hồng. Em chỉ còn size XL nữa thôi là em hết nhá các chị nhá. Nhắn lên là Việt Long Anh Tú là dự bị thôi đấy nhá, không chứ không là không còn đâu. Xả năm size XL cho Hoa Ruby. Hoa Ruby có em không còn 2X, em chỉ còn 1XL thôi. Em để nốt 59.000XL cho chị Nguyệt Anh. Nguyệt Anh có luôn này. Comment vào đấy giúp em là xả 5XL cho bác Hoa Bỉ Ngạ. 59.000 đồng một cái, rẻ hơn cả chống nắng thôi. XL cho bác Lê Huê. XL cho Lê Huê, mã là xả 5 kèm theo size XL. 2X là em không còn, em chỉ còn 1XL thôi. Không còn 2X nữa đâu mọi người. 59.000 cái cho các bác mình luôn, cho các bác mình vui vẻ. Trời đất ơi. Còn mấy cái quần đấy là quần gì đây? Quần bom à? Dài hay là gì? Xả 5XL cho chị Thơm Nguyễn. Xả 5 size XL cho chị Mây Phúc. 70 cân là phải mặc 2X nhưng không còn đâu chị ơi. Còn bộ đùi số còn bộ nào không? Mây Phúc có XL rồi. Thảo Tẹt ơi, không còn 2X đâu chị ơi. Bộ đùi số hết sạch hàng. Sợ luôn, hôm nay khách gọi điện để hỏi bộ đùi số nhiều kinh khủng luôn. Bộ phía sau em bán rồi bác. Nó là mã xả 3 đấy. 95.000 một bộ luôn. Xả 3 giá 95.000 một bộ cho các bác mình luôn này. Cái này các chị em mình kể cả người các chị cao giáo các chị vẫn mặc được cho em luôn này. Nhún sau cho các chị em mình rất là dễ mặc luôn đấy. Comment vào đấy cho em là xả 3 cho em 95.000, còn ít thôi các chị comment nốt này. Xả 3 vào đấy nhá, 95.000 đấy, 40 cân đấy các chị, dưới 60 cân là mặc đẹp nhất, cao giáo thì 60 cân vẫn mặc được. Thích hàng chị lắm Nga Lê. Thôi mình mua vừa đủ mặc thôi mình ạ, chứ chẳng cần mua nhiều. Còn quần đũi giá ngắn em không còn chị ơi. Xả 5XL cho Hà Thanh Nhàn. Xả 5XL cộng K39 cộng loa cho chị Phương Phạm không giấu. Ok bác. Không còn bộ đùi số, không còn một bộ nào luôn chị ạ. Phương Phạm em ok, ok rồi. Xả 3 2 bộ cho chị Lina Hoàng. Xả 3 cái 2 bộ cho bác Lina Hoàng luôn. Xả 3 cho chị Ngọc Dân Bùi một bộ. Mây Phúc là có xả 5 xả XL rồi. Xả 3 là cái bộ đũi nhật đấy, đũi xước màu hồng vừa xong đấy. Nào còn mấy cái quần này, mấy cái quần tomboy hả em? Đưa đây cháu luôn cả. Tất cả em còn bằng này tomboy dài à? Em còn có mấy cái này size S thôi. S này các chị em mình từ 40 cân đến các chị em mình 47, 48 cân cho em vẫn mặc ok. Nhá, 40 đến 48 cân vẫn mặc được, hai cái là hai cạp. Em còn tất cả có bằng này thôi. Comment vào đây giúp em luôn là S82. S82 giúp em nhé, em chỉ còn có 4 chiếc duy nhất thôi ạ. À 5, 4 cái. Hàng này không còn nữa. Các chị biết là hôm kia, tối ngày đêm ngày hôm kia khách chuyển khoản 65 triệu em phải chuyển khoản lại. Vì em không còn quần tomboy để đóng cho khách nữa đâu. Hết hàng. Không có còn nữa luôn. Comment vào đây cho em luôn là S82 giúp em nhé. Chuẩn mì Hàn cho các chị em mình hàng mắc nâu. Đấy, đừng so sánh với mắc trắng với cả hàng mấy cái chất pony các thứ nha. Comment vào đấy cho em luôn là má S82 cho em. S82 kèm số lượng còn 4 cái. Đưa nốt cho chị hai cái bộ mà giống như hôm qua chị mặc. Còn hai bộ kẻ kem nên mang nốt đây chị. Bộ này hôm qua lại không chốt dự định, thành ra lại còn. Còn đâu nữa không, hết đúng không? Lên luôn. S82 cho chị Hương Lê một cái. Cho Ngọc Dân Bùi một cái. Cho cô Út một cái. Ngọc Dân Bùi có, cô Út có sóc. Hình như không còn cái nào, kiếm thêm còn cái sóc nào nữa. Xả nốt cho gọn nốt. Là còn một cái S82 đúng không? S82 quần này thích lắm. Em cảm ơn chị Hoàng Anh. Đây nha, bộ này thì các bác mình biết rồi. Comment cho em 88 kèm cho màu kem với màu trắng. Màu kem của nó là kem tiêu nhá. 88.000 bộ giống như hôm qua em mặc từ đầu like đến cuối like thì các chị biết rồi. Đấy, bộ của nó là hơi cánh rơi. Chất này nó như chất mì luôn, đẹp lắm. Các chị em mình từ 38, 39 đến 60 cân vẫn mặc được. Nhưng hàng này các chị càng mignon, các chị mặc càng đẹp thôi. Đây, màu trắng là màu hôm qua em mặc này. Comment cho em 88 kèm theo màu trắng hoặc 88 kèm theo màu kem giúp em. 88.000 nhá, còn có hai bộ màu kem, một bộ màu trắng hết hàng không còn. Tay của nó là hơi cánh rơi này. Quần của nó đây, bộ này thì các chị có thể xem lại cho em cái live stream hôm qua em mặc. Xem lại cho em cái live stream em mặc cả một buổi hôm qua luôn.
88 màu kem cho chị Hoa Quỳnh. À quên, anh Quỳnh. Anh Quỳnh có luôn màu kem này. Màu kem mà chị Trần Hoa không giấu. Hết luôn màu kem, em còn bộ màu trắng. Các chị xem lại cho em cái live stream tối qua em mặc nha các bác nhá. Mê cho các chị luôn đây này. Các chị xem lại cho em cái live stream tối qua em mặc đây này. Đẹp lắm. Ghé luôn lại cho em xem cái live stream tối qua. Các em hết hàng rồi còn mỗi bộ màu trắng thôi. Nó hot màu trắng đấy. Xả 5 size 2XL không còn đâu Thảo Tẹt ạ. À. Chống nắng còn, chống nắng nam còn màu gì nó còn sót ít nào. Còn vài cái áo nam chất cốt tông nữa nốt. Cho chị Hoàng Nguyễn không giấu một bộ trắng là hết luôn không còn. Ok chị Hoàng Nguyễn nhá, quần nam em không còn nữa luôn bác ơi. Quần nam em không còn nữa rồi. Đấy áo nam đấy màu đen đấy, phân lốt size chị xem có chị nào chốt. Áo cốt tông. Khẩu trang hết rồi cầm ra ngoài đi. Hết luôn mà 88 rồi, đến chị Hoàng Nguyễn được bộ là em hết rồi. Không còn nữa đây các bác. Thuốc ngứa mã là T1 chị ơi. Thuốc ngứa là T1, đưa chị cái T1 em đi. Thuốc ngứa là T1 29.000 đồng một tuyết. Cái này thì bôi nó đã cái thằng người luôn các chị. Nấm móng, nấm da đầu, nứt nẻ chân tay, nước ăn chân tay, nước ăn chân đấy các chị. Gãi gọi là gãi như gãi ghẻ luôn, các chị bôi cho em phát hết ngứa liền. Côn trùng đốt, muỗi đốt. Đấy, hoặc là các chị em mình vẩy nến á sừng dị ứng, mề đay. Nhớ dùng cho em đều ok hết luôn, mã là T1 đấy ạ, đừng lên là thuốc ngứa mà lên cho em T1 giúp em. 29.000 đồng một tuyết. Lần này to hơn cái tuyết cũ đấy. To hơn tuyết cũ vì nó mới về mà. T1 cho Thu Vân, T1 cho bác Trần Hoa không giấu. Quần ngố quốc dân em không còn bác ơi. Trần Hoa không giấu có T1 rồi này. Cái này là xong phân nguyên đen nữa. T1 cho Doãn Thủy Trang, T1 cho Lê Huê, T1 cho anh Quỳnh. Mấy cái như khác nhau quá, để nguyên đen vào đấy. Comment vào đấy hoặc là xanh than thì không than còn bao cái này. Mấy cái màu đen đi đây cho nốt này. Hai cái à? Đen này ghi đây. T1 2 tuyếp cho Thùy Dương, T1 2 tuyếp cho Khôi Linh. Khôi Linh có 2 tuyếp luôn này. Áo đằng sau 88 em không còn 88 trắng đâu. Thêm T1 cho chị Anh Quỳnh. Cái áo đằng sau này là em bán cả 3 cái luôn. Chị ơi mã gì thì em nhỏ xả kho đúng không? Cái này là xả kho chị ơi, 89.000 3 cái này luôn này. 89.000 3 cái, 3 màu, 1 xanh, 1 hồng, 1 vàng này luôn. Em xả nốt 89.000 3 trước, nó là chất làm mát 40-60 cân. Chuẩn cho em form thoải mái luôn cho các bác. Mã vào đấy cho em là mã xả kho. Xả kho giúp em 89.000 3 cái 3 màu này luôn, mặc định luôn rồi. Còn bao nhiêu combo nữa, còn tầm khoảng gần 20 combo nữa là hết. Đúng không? Còn mấy nữa? Em còn có 12 combo nữa thôi là em hết đấy. Comment vào đấy mã là xả kho là được các chị ơi. T1 cho chị Hương Hiếu. Anh Quỳnh em thêm T1 rồi, chip em xịt nam em cũng không còn bác ơi. Comment vào đấy cho em là xả kho. Bàn chải, bàn chải đánh răng bé là mã T2 chị ạ. Bàn chải đánh răng bé là T2 bác nhất, 15.000 đồng một set 4 cái này. Em thấy cái này dùng thích mà. Chả biết các chị có kén chọn không, chứ em cũng là người tương đối là kỹ tính. Nhưng em thấy con em nó thích, nó thích đánh thì mình để cho con đánh luôn. Sâu nhà em đang đánh và bom nhà em cũng đang đánh luôn. 15.000 đồng 4 cái. T1 cho chị Khúc Hảo. Mã xả kho 3 cái 8, đúng rồi 3 cái là 89.000 luôn đấy chị. Hết khẩu trang rồi. Thùy Dương ơi em có lên thì em lên là dự bị tri ân thôi. T1 3 kích và chị xưởng giày Thùy Dung. T1 là thuốc ngứa, T2 là zip đánh răng bé này. T2 cho chị Tỉnh Bùi. Tỉnh Bùi có T2 15.000 đồng 4 cái. Lục Ngạn ship được không? Lục Ngạn hình như không rồi. Thôi xóa luôn bill chị Hiền Hữu này đi. À Hiền Lưu này đi. Bắc Giang em không có nhận nữa đâu nhá chị nhá. Thế là em cộng một cái loa vào đấy chị, để chị xóa bill rồi đi. Rồi xả kho cho chị, xả kho cho chị Huy Yến một combo. Bàn chải đánh răng người lớn là T mấy? T4. T2 cho chị Cô Út. Tri ân dự bị hai hộp ok Thùy Dương. Bàn chải đánh răng người lớn xả kho cho chị Mây Phúc. Bàn chải đánh răng người lớn là T4 chị ơi, 38.000 10 cái. Còn bàn chải đánh răng bé là T2 15.000 đồng 4 cái. Xả kho 12 chiếc cho chị Nguyễn Ly. Là 4 combo đấy. Ok chị Nguyễn Ly nhá, đừng comment số điện thoại trên này bác. Ôi giời. T2 cho Mưa một set. Ok Mưa có luôn này.
Không comment số điện thoại trên này bác ơi. T1 2 tiếp cộng với T2 cho Nga Lê. Ok Nga Lê nhá. T4 cho Dung Còi, T4 cho Thanh Thường. Dạ em không chị Hiền Lưu ơi. T2 cho chị Hương Hiếu. Áo đằng sau là mã xả kho đấy chị. 89.000 ba cái, ba màu, màu xanh, màu vàng, màu hồng đấy. T2 2 set cho chị Đinh Yến. Xả kho cho chị Cúc Hậu. Nga Lê là ok rồi. Cúc Hậu là có xả kho rồi. Đinh Yến là có 2 tuyết, 2 set T2 rồi. Còn chị em nào mình lấy mình lên comment vào đấy cho em. Lên gì tiếp được các chị em mình, nó khăn tắm cứ đây chị em ơi, khăn tắm. Bác Mây Phúc có rồi. Bàn chải người lớn lên cho em là T4 chị nhá. Nào nốt cho các chị em mình khăn tắm nữa để em nghỉ. Khăn tắm bán cho các chị em mình là 39.000 một cái. Không chọn màu đây, màu đây. Em không bán kem đánh răng bác ạ. Xả kho 40 đến 60 cân thoải mái ok cho em bác ơi. Khăn tắm kèm số lượng cho em 39.000 đồng chuẩn hàng loại 1. Thấm hút cực kỳ sướng. T2 2 set cho chị Loan Hoàng kìa. T4 cho Thu Trang không giấu. Sao năm nay không về khoác bò thì làm gì có bán mùa hè đâu chị. Chết, khoác bò của em chỉ có bán mùa thu thôi. Mùa thu trở lên mới về khoác bò nhá. Năm nào em cũng bán, mùa thu em có bán cho các chị em mình. Xả kho 1 set cho chị Hello. Hello có luôn khăn tắm 2 cái cho Mây Phúc. Khăn tắm các chị không chọn màu nhá, của em chuẩn cho các chị em mình loại 1. Lau cho em sướng luôn, bác nào chuẩn bị sinh nở. Mình chuẩn bị sinh nở thì mình mua về mình dùng cho em. 2 cái là 2 màu, 3 cái 3 màu cho các chị. 39.000 đồng một cái chuẩn loại 1, không so sánh với loại 2. Loại 2 là Giang đã báo mọi người rồi. Giang không bán loại 2, đã chuẩn loại 1 luôn nha các bác nhá. Mã cho em là khăn tắm kèm theo số lượng vào đấy cho em thôi. 39.000 đồng một cái không chọn màu này. Khăn tắm 2 cái cho Hello, T2 cho Hồng Diên, T4 cho Nguyễn Hà. Ok chị Nguyễn Hà. Comment vào đấy giúp em khăn tắm kèm số lượng cho em. Không còn khăn đa năng chị ơi, khăn đa năng hết hàng. Đúng không? Khăn đa năng em hết sạch rồi. Khăn tắm 1 cái cho Anna Thảo Trần. Khăn tắm cho cô Út 1 cái. T2 2 set cộng 1 set T4 nữa cho chị Loan Hoàng. Khăn tắm 3 cái cho chị Nam Phương. Nam Phương lấy thêm cái gì khăn tắm 3 cái cho Nam Phương nhé. Chị Nam Phương này như vừa nãy rõ ràng comment cả mã xả kho thì phải đúng không? Comment vừa đấy cho em luôn khăn tắm kèm theo số lượng. T4 cho Ruby Trần luôn kìa. Em còn thuốc ngứa bác ơi. Khăn tắm 1 cái cho Hoa Bỉ Ngạn. Cho em 1 cái loa nữa nhé. Ok cho Nga Lê 1 cái loa. Nhà có trẻ con mua về cho các bạn ấy nghe cũng được mình ạ. Dùng xong mình cất cẩn thận lên ok chị Nam Phương. Giờ còn bác nào mình lấy nữa mình comment vào đấy cho em khăn tắm kèm số lượng nhá. Ui hôm nay chắc nghĩ chỉ tầm khoảng 100 đơn, 100 bill thôi. Nhưng vẫn ra 200 bill được rồi. Đưa cho chị nốt bộ bé nào. Chị Loan Hoàng có rồi chị ơi. Đây em lên nốt cho các chị bộ bé này. Bộ này thì hơi đắt, hàng đắt đấy. Cho em 2 tuyết thuốc ngứa ok bác Phạm Hương Giang. Phạm Hương Giang có 2 tuyết thuốc ngứa. Lần này là thuốc ngứa nó to hơn nên các chị em mình mua mà dùng các bác ạ. Sướng tự dưng được lời hơn, chả thích à. Chị Loan Hoàng có 1 set, đưa chị thuốc ngứa. Đây này. T2, T4 khăn tắm Hồng Diên ok rồi đấy chị ơi. Em không ở vùng dịch thế à chị Hiền Lưu. Thì này chị bảo chị không ở vùng dịch chắc vẫn ship được đúng không? T1 chị Hello có rồi chị ơi. Ví dụ như mà không thì vẫn cứ chốt cho chị bình thường. Vì ví dụ như là cái gì nhỉ? Như chị Dung Nhất Tuyết đấy chị chả vẫn nhận được. T2 cho chị Nguyễn Thị Thanh. Chị Dung Nhất Tuyết vừa nãy chị comment nay chị vừa nhận được xong cái gì. Chị đấy cũng Bắc Giang đấy. Thuốc ngứa là T1 mình nhá. Ai chưa biết thử thuốc ngứa như nào mua về thử dùng xem có phải siêu hiệu quả không. Lên nốt cho các chị một mã bộ bé này. 3 tuổi bôi thoải mái. Ôi dồi ôi chị ơi. Bom nhà em bây giờ ngứa cái là biết đi tìm thuốc này. Ớ rồi. Nói thì chưa biết nói nhưng mà nhìn thuốc ngứa này là ớ. Cứ chỉ ớ xong chỉ vào chân này này mũi đốt là bôi rồi các chị ạ. Khăn tắm 3 cái cho chị Hạnh Võ. Cái này nha các chị nhá, 69.000 xả cho các chị em mình. Xả bao nhiêu đây? Cái này không có nhớ à? Cái này bao nhiêu đây, hôm qua chị xả bao tiền cho Thảo đây. Cái Thảo nó nhờ xả đấy lúc không biết giá đâu.
chịu thôi, chết thôi. Cái chốt đơn mà không ấn tượng gì luôn ý hả? Hỏng thôi, chốt bao nhiêu đơn mà này không nhớ luôn. Thế thì làm sao mà nhớ được trong kho những cái mã như nào? Thế thì chị làm như nào? Ngày nào cũng về hàng mới hàng miếc liên tục luôn. Mà chị lên cái bây giờ chị cứ đi rửa rửa toa ra, chị tìm toa hàng về, chị nhìn giá à? Chốt một ngày chốt hàng bao nhiêu bộ này mà không nhớ, thôi hỏng rồi, vứt rồi, chết rồi. Cái này xả cho các chị 55.000 một bộ nhá. Hiện tại em còn từ 15 đến 24 cân thôi. Còn từ 15, 16 đến 24 cân cho em. T1 cho chị Nguyễn Ly một lọ kìa. Chất đẹp lắm luôn, hàng này các chị em mình biết chất siêu siêu đẹp, nhỏ nhất từ 15 cân đến 24 cân cho em nữa là hết hàng. 55.000 một bộ, lên cho em là E2 kèm theo cân nặng nhá. E2 kèm theo cân nặng. Dòng này thì các bác mình biết chất quá đẹp luôn. Bán 69.000 đấy, xả 55 mã là E2 kèm cân nặng. Cái này thì các chị em mình mua cho các bạn ấy mặc cho em thích lắm. Mua cho con cho cháu. T1 chị Đinh Hiến có 2 tuýp. Ok chị Đinh Hiến. Cái này comment cho em là E2 kèm theo cân nặng nhá. Nhỏ nhất phải từ 15 16 cân đến tầm 24 cân cho em này em ơi. 24 cân cho Vũ Thị Thu Hiền. Bác Vũ Thị Thu Hiền đổi ảnh đại diện à. 21 cân cho Hân Hương. 21 cân cho Hân Hương, 24 cân cho chị Nguyễn Bích Trâm. Comment giúp em là E2 kèm theo cân nặng cho em. Xịt bếp thì như còn đúng không? Đẹp mà không có con gái. Thêm một bộ 24 cân cho chị Vũ Thị Thu Hiền. Còn loa đấy Thanh Mai ơi, còn mấy cái loa nó, mười mấy cái nữa? Còn 16 ạ. Còn 16 cái loa nữa là hết đấy. Ngày này bán hết mấy trăm cái loa rồi. Kéo là K39 chị ơi. Đấy, bác nào mình lấy mà đấy, mình lên comment vào đấy cho em luôn này. Không còn bộ bé 30 cân đâu chị, bộ bé 30 cân em không có nhá. Bộ lụa bộ liếc còn đâu không? Đây. T2 là zip đánh răng bé. T1 một lọ cho chị Hoa Nguyễn, Hoa Nguyễn. E2 18 cân cho chị Nguyễn Ly. Ok Nguyễn Ly. T1 cho chị Lê Hà kìa. Lê Hà có luôn T1 là thuốc ngứa nhá. Loa là mã loa luôn. Ghi nguyên chữ loa 85k là được. Cái này đây còn vài cái này nữa, nốt cho các chị em mình luôn này. Cái này còn vài cái nha các bác. Ba lỗ thông hơi không chị, không còn các bác ơi. K39 cho Khôi Linh một cái. Khăn tắm cho Nguyễn Thị Thanh một cái. Khăn tắm cho Nguyễn Thị Thanh. Xả kho và xịt bếp ok chị Hồng Nhung. Xả kho là 89.000 ba áo với cả xịt bếp 2 lọ luôn. 68.000 hai lọ luôn, toàn bị ẩn thôi chị ạ. Lê Hà chán lắm, comment nó không kiểu nó không có hiện như trước. E2 20 cân cho Hồng Diên, loa cho chị Lina Hoàng. Ok bác Lina Hoàng. Dạ vâng, ok chị Hiền Lưu nhá. Ok bác Hiền Lưu. 22 cân cho chị Học Đình. Ok Học Đình có 22 cân. Để thêm con gái bác. Ôi giời, em sợ không ra được con gái. Sợ không ra được con gái. Còn được bao nhiêu cái màu da này nữa nè. Loa cho chị Lý Thu một cái. Hai lọ xịt bếp ok Phạm Hương Giang. Xịt bếp cho chị Lina Hoàng. Mùa hè mặc làm mát nhà Giang sướng lắm. Em cảm ơn chị Trang Huyền Phạm. Cái này còn bao nhiêu nữa hết chưa? Áo treo đằng sau là em bán nốt 89.000 ba cái đấy chị. T1, T2 và E2. Ô không, E2 em không còn 25 cân bác Hương Lê ơi. E2 em không còn 25 cân, em chỉ còn đến 24 cân thôi. Riêng em là phải cho con các chị mặc rộng rãi thoải mái. Chị dơ loa lên cho em xem với. Loa. Lại nghe tí cho đỡ buồn nhá. Hồi khóc thế gian ai từng yêu. Biết được vì sao bỗng nhiên là yêu. Vì sao trái tim đang hồn nhiên. Bỗng như không xa. Chút tình đâu biết là
chị Hiền lưu em chốt loa ra chị rồi. Đập em mặc em đầy cái kìa bác kìa, em để em bán cả 4 mùa. Một loa với cả 2 thuốc ngứa cho Phương Me. Ok Phương Me nha. Loa cho bác Đinh Hiến một cái, Hồng Diên có E2 20 cân rồi chị ơi. Đấy còn bác nào mình là chị Lina Hoàng là có xịt bếp rồi. Lý Thu là có loa. Loa cho chị Linh Thảo một cái. Linh Thảo có luôn loa, loa cho Thanh Mai một cái. E2 21 cân cho Phạm Công. Ok chị Phạm Công. T1, T2 và E2 24 cân cho bác Hương Lê không giấu. Ok bác Hương Lê. Chị nào mình chưa được nữa mình lên comment nào. Áo em mặc lát nữa em làm cái cho các chị em mình là chốt cho em là mã cuối em kỷ niệm luôn cho các chị em mình là 85.000 một cái nhá. 85.000 và em đang mặc. Linh Thảo có rồi, cho em xem E2. E2 là bộ vé đấy, em vừa mới qua mã xong rồi chị. Cái này GT mấy thôi em? Cái này nhiều chữ khác nhau lắm. T1, T2 và E2 17 cân cho Bông Tuyết Sinh. Ok bác Bông Tuyết Sinh nhá. T1, T2 với cả E2 17 cân. Linh Thảo có loa rồi. Thêm hai đồng chí nữa là da gái. Nhà mình hai công chúa. Này toàn mua váy áo nhà cô Giang. Em cảm ơn chị Lê Hòa Hiền Lưu, em có loa rồi. Em chốt loa cho chị rồi đấy chị ơi. Ôi bác ơi em cũng muốn đẻ lắm nhưng em lại sợ da trai á. Thật sự luôn là mình cũng khao khát một cô công chúa lắm nhưng mà lại sợ nó da dai. Cái này các chị lên GT mấy em? GT7 em kỷ niệm cho các chị em mình 28.000 nhá. Không chọn chữ đâu. Nhớ là cái này 35 đến 55 cân cho em thôi. Đấy. Comment vào đây cho em luôn là GT7 kèm theo số lượng 28.000 đồng một cái. Chất thì gọi là xuất sắc cho mọi người luôn. Em không còn nhiều đâu, còn có bằng này là hết thôi mà. Chất cốt tông nhá, còn có vài cái là hết này. GT7. Linh Thảo có loa rồi. Áo phía sau là mã xả kho đấy, còn không em? GT7 cho chị Lê Hương. GT7 cho Lê Hương đây chị ơi, xả kho. Cái này là xả kho nhá, 89.000 ba áo. Ba áo một cái màu vàng, một cái màu hồng với cả một cái màu xanh này, ba cái này luôn, nó là chất làm mát 40 đến 60 cân cho em. Mã là xả kho nhá, giá là 89.000 ba chiếc này luôn. Em xả nốt kho đấy, em đóng buôn dòng này cho các chị em mình không có giá này đâu. GT7 cho chị Lina Hoàng, GT7 cho Hoàng Hiền, GT7 cho Thanh Thường, cho Hồng Nhung, GT7 hai cái GT7 cho Hạnh Võ. Rồi còn một cái GT7 cho chị cô Út là hết hàng không còn. Ok đến cô Út có GT7 luôn là hết nhá. Lấy cháu màu màu hồng bên dưới. À vàng vàng đấy, cái góc vàng bên dưới đấy. Góc đấy sẽ là cổ tròn đúng không? Cổ tim à. Nào ăn cháu luôn. Cái này các chị lên cho em GT8 29.000 đồng. Nó là cái màu vàng cốm này cho các chị em mình đẹp lắm luôn. Ui dồi, đẹp, đỉnh của đỉnh luôn. Cho cháu cả cái chữ như thế. Cái này em nó sẽ là cái hàng như thế này nhiều hơn này. Hàng chữ ở giữa này thì sẽ là ít thôi. Còn đâu chủ yếu sẽ là hàng này. Chủ yếu sẽ là hàng nó có chữ với logo ở bên cạnh này cho các chị thôi. 29.000 đồng một cái, mã là GT8 luôn. Đẹp thế, eo ơi. GT8 cho em này lẫn các hình. Còn cái chữ ngang này thì có ít thôi. Một ít thôi các chị em mình thôi. Đấy, xếp nghiêng riêng cổ tim mà chị. Comment vào đấy cho em, chủ yếu nó sẽ là những cái này. Còn cái mà cái chữ giữa này là nó sẽ có vài cái thôi, không có nhiều đâu. GT8 kèm theo số lượng cho chị xem là E2, đợi em lát nữa em lướt lại cho chị. E2 cho em nhá, 35 đến 55, 56 thoải mái luôn cho em này. Giá là 29.000 đồng một cái, em kỷ niệm nốt cho mọi người đấy, hàng 59.000 này. Lên comment vào đấy cho em là GT8 kèm số lượng. GT8 cho Lina Hoàng một cái, Anna Thảo Trần một cái, Hoàng Hiền một cái, Lê Hương một cái. Lê Hương có luôn GT8. GT8 cho chị Hồng Nhung một cái, Nguyễn Bích Trâm một cái. 29.000 chị ơi, mã là GT8 nhá. GT8 cho em cho Hoàng Anh một cái. Nguyễn Bích Trâm có rồi, chất đẹp lắm. GT8 cho em. Cho chị Doãn Thùy Trang một cái GT8. Doãn Thùy Trang có luôn, cho chị lại cái bộ E2 đi, chị cho phép xem luôn. Đây chị ơi, E2 đây này. Đây mã này là mã E2 kèm cân nặng đây chị nhá. Đây là từ 15 đến độ 24 cân. GT8 cho chị Bùi Tuệ An một cái. Đây. Đó cho các bác này. Đây chính là E2 nhá, thanh lý 55.000 một bộ, chất đẹp lắm, hàng cao cấp. Hàng mắc hông luôn. GT8 cho Phương Phạm một cái. GT8 cho Ngân Nguyễn một cái. Ngân Nguyễn có GT8. GT8 cho Nguyễn Thúy một cái. Hai cái GT8 cho chị Mỹ Phẩm Bảo An. Một cái cho chị Hương Lê. Hương Lê có GT8 luôn. Cho chị Phạm Công một cái GT8. Phạm Công có GT8 luôn ạ. Còn bác nào chưa được lên comment giúp em GT8 29.000 thôi mọi người ơi. Lỗ lòi con mắt rồi nhưng mà xả nốt cho nó hết đi mà. Nào váy em mặc chốt nốt mã cuối đi để nghỉ đi. Không lên, nó lên tê thôi.
15 cân cho hạt tiêu. Ok, hạt tiêu có 15 cân 55.000 một bộ đấy, giá xả luôn. Bé nhà em đang mặc bộ này nè, cảm ơn Phương Me nha, chất đẹp lắm. Đây, váy em đang mặc. Váy em đang mặc nha các bác, chốt cho em là mã cuối 85.000 đồng một cái. 85.000 đồng một chiếc cho các chị em mình. Cái này thì gọi là mặc cho em cả 4 mùa luôn. Cái này em để kể cả mùa thu em bán. Em ơi, đưa chị một cái khoác bò của chị còn dưới này đâu. Hôm trước chị bảo đâu được cái khoác bò của chị để dưới này đâu. Cái Hiền để đâu thì hôm trước Hiền với Tuệ cắt hay sao mà. Đâu rồi, cắt đâu rồi. Cái này các chị em mình để kể cả mùa thu mùa đông. Mặc bên trong những cái cardigan nó rất là đẹp luôn. Váy này thì mặc cả 4 mùa ấy mà. Váy này mặc cả 4 mùa luôn cho em dễ mặc lắm. GT8 2 cái cho Đoàn Ngọc Thu. Ok Đoàn Ngọc Thu nha. Không chả lên áo nam mà không biết nữa chị ơi. Còn toàn lệ sai lệ số. Nói đưa đây chị. Đây này các chị em mình mở cái này em để cả, riêng váy này thì bán cả 4 mùa các bác ơi. Vì các chị mặc cho em với tất cả các loại áo khoác áo khiếp đều đẹp. Áo da, áo dạ, áo vest. Hoặc là đơn giản nhất là chị nào mà kiểu phong cách thì mình mặc cho em về áo bò. Bao cho các chị em mình xuất thần luôn. Đấy. Comment vào đấy cho em váy là mã cuối nhá, để em nghỉ nha các chị. Xong chuẩn bị tặng món quà cho các chị em mình. Các bác mình đang xem live stream, mỗi bác cho em xin một chấm vào đấy đi để em làm món quà đó. Đấy, đây này. Siêu đỉnh luôn cho các chị. Nào, làm món quà cho các chị nào. E2 còn 22 cân không cho chị Phạm Công một bộ. Ok, Phạm Công 22 cân nữa nhá. Ơ chị Phạm Công rồi lấy cả 21 cả 22 cân là như nào đây chị? Vừa nãy vừa thấy comment 21 rồi lại comment 22. Mã cuối cho em 85.000 cho các chị nhá. 85.000 của em váy đấy. Nào. Giúp cho chị cái lẻ mẫu vào đây chị chốt một phát luôn. Kỷ niệm cho mỗi người cái. Cái Thảo đâu? Thảo đâu? Hỏi Thảo vào đây. Áo này xả bao tiền? Em ơi mang chị con form rộng vào đây chị xả nốt cho cái Thảo đi. Mang nốt đây. Mang nốt con form rộng đây thả cho Thảo đi. Ui giời ơi. Chết hỏng. Điều này là hỏng. Khoác bò em không bán, khoác bò là mùa thu mùa đông em mới bán. Cái này là không biết của bà nào bom em đấy, bà nào bom em ấy. Em để lại một cái này để em mặc luôn, em không bán nữa đâu. Nào, cái này coi như là kỷ niệm cho cháu cục màu đen đây gì. Kỷ niệm cho các chị em mình thì em là luôn. Giá thật sự với các chị em mình rẻ như biếu luôn. Đây các bác nhìn cho em này. 40 cân đến 70 cân cho em mặc đôi thoải mái. Nhập vào là 65.000 nhá, bán toàn từ rẻ nhất là 69 đến 75.000 rồi. Cái này thanh lý cho các chị em mình này. Em nói luôn là kỷ niệm cho các chị em mình nên các chị đừng có tị nhau nhá. Không phải bảo ối dồi ôi Giang ơi để chị mua giá thế này, chị mua giá thế ý thế nọ. Xong rồi lại bom hàng nhà Thảo, nhà Thiếc hay là nhà khách xỉ nhà em ra là không có được đâu. Vì đây là em kỷ niệm rồi, 40 cân đến dưới 70 cân mặc đôi cho em được luôn, quá xinh quá đẹp luôn. Comment cho em mã này là mã GT mấy? GT9. Giá cho các chị em mình 49.000. Em nói thật là cho các chị em mình giật mình luôn. Phạm Công lần sau để ý nhá. Lúc thì 21 cân, lúc thì 22 cân. Nhắn tin đây là Phạm Công là bộ 22 cân thôi. Nhắn tin có kỹ là nhóm ấy. GT9 cho em. Không ai nhập vào được giá này em khẳng định luôn. Chất cốt tông mát lạnh luôn để đây nè. GT mấy nhỉ? GT9 49.000 một cái. 49.000 đồng một cái cho các chị em mình. Má là GT9 cho em đây. Em nói thật em bao cả giá nhập cho mọi người luôn. Không bao giờ các chị nhập được vào giá này. Cho các chị em mình đi nhập cho em kể cả tỷ một mã luôn. GT9 hai cái cho Doãn Thủy Trang. Một cái cho Thu Vân. Một cái cho Thành Nông. Một cái cho Thành Nông này. Chưa có thì những cái mã này các chị em mình làm luôn hai cái vào đấy để đi đơn chị ơi nhá. Giờ mới vào được hai mã nghỉ rồi. Ôi dồi bác ơi em hai mã là đã nhiều lắm rồi. Giá toàn giá xả rẻ bèo ra cho các chị em mình rồi. Cho chị Phương Phạm một cái. Cho Hà Phương một cái. Hai cái cho bác Hạnh Võ. Một cái cho Mỹ Phẩm Bảo An. Một cái cho chị Thương Lê. Thương Lê váy em mặc thì 40 đến 60 cân cho em đang mặc thoải mái.
GT9 mỹ phẩm bảo an có rồi. Chị có quần đùi kiểu thể thao không? Không, chị không có quần đùi kiểu thể thao. Hà Phương có GT9 rồi, 49.000 đồng cho mọi người luôn nha. Đẹp như thế này, đấy. Cái nó ôm cho lắm vào, ôm cho lắm vào. Giờ giá này coi như là 49.000 so với giá lỗ mất mười mấy nghìn một cái. Comment vào đấy cho em là GT9 giúp em nha, các chị đẹp nhở. GT9 giúp em. Nào, GT9 vào đấy cho em nhé. GT9 cho Nguyễn Hạnh Nguyên một cái, GT9 cho Gấu Ỉn Hoàng một cái. Chị ơi chốt em mã cuối với OK cho Tô Ngoan một cái mã cuối. GT9 cho Thơ Nguyễn một cái. Gấu Ỉn Hoàng có rồi, Nguyễn Hạnh Nguyên có rồi chị ơi. GT9 cho Lê Huê một cái. Lê Huê có GT9. Tiếp còn màu kia nữa mang chị lốt này, màu cam đây chị. Nguyễn Hạnh Nguyên có rồi. Màu cam lên vào đây cho em luôn. Thêm GT9 cho Hạnh Võ. Cái này lên cho em GT10. GT10 mà bán 49.000 thì tí nhờ. Màu đẹp dã man luôn, màu này tôn da lắm. Comment cho em GT10 cũng 49.000. Form rộng đấy các chị. Form rộng chấp thì đẹp như thế này cho các bác mình nhìn còn hình 3D nữa luôn. GT10 cho em cũng 49.000 nốt luôn. GT9 cho Lê Ánh Dương một cái. Cho Nam Phương một cái GT9. Nam Phương là có GT9. GT9 là còn một cái à? Hai cái kia nữa, hai cái GT9. Còn cái này là GT10 cho em 49. GT9 thêm một cái nữa cho Gấu Ỉn Hoàng. OK, Gấu Ỉn Hoàng. Cái này lên giúp em là GT10 49.000. Chất đẹp lắm. Chị nào mà đang kiểu bầu bì á, đang kiểu bầu bì mà mình mua những cái này mình mặc cho em cũng được. Ngon bổ rẻ cho các chị em mình. Mà mặc nó thoải mái, mặc thêm một cái quần mặc váy bên trong là đã được rồi. GT10, GT9 thêm cho Phương Phạm là hết luôn GT9 đúng không? Rồi GT10 hai cái cho Hạnh Võ. Gấu Ỉn Hoàng có hai cái GT9 thôi. Áo treo đằng sau là 89.000 ba cái. Áo treo đằng sau là 89.000 ba chiếc nữa các chị nhá, còn mấy combo nữa mà đây là mã xả kho. Rồi cái này GT10 cho Hằng Lê. Váy em mặc 40 đến 60 cân mặc thoải mái cho em hết luôn chị ơi. Co giãn tẹt tèn tèn cho các chị mà. Hằng Lê có GT10 rồi. Cái này thì từ 40 đến 70 cân cho em này, form rộng. Comment vào đấy cho em GT10. Áo đằng sau là mã xả kho nhá, 89.000 ba cái. Ô treo lên cho chị em. Rồi. Thuốc ngứa là T1 chị ạ, à. Thuốc ngứa là T1 nhá bác nhá. Có mấy cái màu trắng này comment GT11 luôn đi. Mà thôi để lại đi, trá lên màu. GT10 cho Diệu Thúy một cái. Huyền Anh lên đi, Huyền Anh lên like thêm đến tầm khoảng 11 giờ đó chị đi em. Lên những cái hàng lẻ lẻ này cho các chị chốt đi nào. Hay Thảo lên hộ chị đi. Lên hộ chị tí nào. Lên cho các chị chốt nốt những cái lẻ tẻ. GT10 cho Gấu Ỉn Hoàng một cái. T1 chị Đức Nhật ơi, chị lấy thêm cái gì nữa đi. Một lọ thuốc ngứa thì em không đi được, một áo thì em đi. Cho nó gọn mẫu, còn thuốc ngứa thì lấy cho em 2 tuyếp trở lên nhá. 29.000 đồng một tuyếp thuốc ngứa này cho các chị thôi. Đây, cái làn bao nhiêu? 10 đơn thì 50.000. Mày vào đây mày like đi. Thôi các chị ơi, đi ngủ đi. Tao vã cho mày phát bây giờ đấy, Thảo ạ. 251 người. Khổ hai đứa mắt cận, dí vào để nhìn. Ô, đúng không? Tổng đội live stream xếp hàng đây. Váy em bán rồi chị ơi, váy em là mã cuối. Thanh lý kỷ niệm 85.000 thôi chứ không phải thanh lý. Gì? Có. Có. Ăn. Em mới vào. Đấy còn chị em nào mình lấy thêm gì nó lăn vào đây đứng nốt cho đủ bộ đi gọi Phương đây. Ngày mai cái số lẻ các chị sang nhà em nhé. Ôi. Ôi. Chị cứ qua bên bọn em. Ô. Tóm lại gọi vào đây để làm cái gì? Nó nguyễn hết mộng. Nhà em đang sale cả kho. Xả sốc. Như kiểu chị đang trên TikTok ấy. Xin vía, đây gọi đang xin vía này. Vía tốt rồi đấy. Vía 200 đồng, vía 200 đơn. Vía 1 đơn, vía 1 đơn này. Tao gõ, chúng mày chậm bây giờ. Vừa nãy có mấy cái áo nam nó đưa nốt đây cháu xả luôn đi. Chỗ Huyền Anh ấy không phân màu, nó phân size. Eo ơi, hôm qua em bán hết hơn 800, à gần 800 hộp thuốc ngứa đấy các chị ạ. Dùng sướng. Thật sự luôn.
Các chị bôi mua về mà bôi. Mua về mà bôi, ngứa đâu bôi đó, trừ mỗi chỗ đấy thôi. GT10 gấu hỉn hoàng có rồi. Toàn mấy đứa em ấy mà. Chị em nào thích về đội của em tháng kiếm độ 100 triệu. Trở thành nữ hoàng live stream. Rồi đây nha, còn ít áo nam này, ai mà chọn màu thì bỏ qua. Màu xanh là có đúng một chiếc thôi đúng không? Đây các chị nhìn cho em này. Cái này là hàng đắt không phải hàng rẻ đâu. Xả mấy rồi em ơi? Xả bao nhiêu? Xả 6 kèm theo size L với XL. L là từ 50 cân đến 60 cân. XL từ trên 60 đến 70 cân. Em để nốt cho các chị em mình là 50.000 đồng một cái. Em thề chưa có một người nào được giá này của em luôn. Thề với các chị em mình luôn. Kéo cho em tất cả những cái live stream khi em bán áo này, chưa có một chị nào mua được giá này của em luôn nhá. 50.000 đồng. Hàng quá đẹp cho các chị luôn. Comment vào đấy cho em luôn là xả 6 kèm size kèm theo số lượng L với XL. V85 cho bác Phương Phạm luôn kìa, váy chị mặc đấy. Xả 6 kèm size kèm số lượng vào đấy cho em thôi. Em không còn nhiều đâu ạ. Hàng này bây giờ có muốn đủ size đủ màu về để bán cho các chị em mình không có luôn. Này. Xả 6 hai cái size L cho Thu Vân. Hàng này thật sự tự tin rằng siêu đẹp luôn nha các chị. Chất đẹp lắm. Xả 6 size L cho Thương Lê. Hai cái XL cho Hạnh Võ. Hai cái hai màu rồi, yên tâm Thu Vân ơi, hai cái là hai màu chứ không dí cho em hai cái một màu đâu, em yên tâm. Dù chị có xả nhưng thật sự luôn là vẫn phải để cho khách hai cái hai màu. Chứ còn không xả 6 hai cái XL còn không? Hai cái XL cho chị Thanh Hà Phạm, hai cái XL cho Hương Huế, một cái XL cho Hoàng Anh. Hoàng Anh, một cái size L cho Hoàng Anh. L cho Hoàng Anh này. Hai cái size L cho chị, hai cái L còn không? Hai cái size L cho chị Thanh Ốc. Hết luôn size L. Em còn một chiếc XL cho Trần Hoa, không giấu là hết hàng, không còn nữa nha các chị, hết sạch. Thuốc ngứa mã là T1 chị ạ, à, T1. Thuốc ngứa thì nó là to hơn nên các chị em mình mua về mà dùng. Nó to hơn cái bản cũ đấy, tự dưng dôi thêm được một tí tội gì đúng không các chị? Cũng giống như các chị em mình bây giờ mình đang đi mua 10.000 được một bát gạo. Tự dưng hôm nay mình mua 10.000 được một bát rưỡi gạo thì chả tội gì mình không chọn cả hết. Đấy, 29.000 đồng cho các chị em mình tuyết to hơn. Xả 6 hết hàng các chị ơi, không còn. Các chị chậm tay là hết liền. Chống nắng nam chị thấy còn lại tẻ mấy cái đâu. Cái này là cái gì ấy? À váy kia còn mấy cái quần bò gì mang nốt đây cháu kỷ niệm nốt cho mọi người. Hết luôn xả 6 các chị ơi, không còn. Các bác một chậm tay là hết ngay thì cái đấy nó làm gì còn nhiều à. T1 cho chị Thanh Ốc luôn. Ok chị Thanh Ốc, còn mấy cái quần bò này cho các chị nốt luôn. Xem size gì đấy. Không còn quần đùi nữ đâu bác ơi. M à. Còn bao cái S. Đưa chị nào. Cái này em còn hai cái size S, các chị comment vào đây cho em lộc 1. Lộc 1 em còn hai cái nhá. Hai cái cho các chị em mình. Cùng mã không đây ta? Đã biết có cùng mã không nữa. Thôi em không biết là cùng mã hay không đâu. Còn được cái nào thì mình được cái đấy cho em. Đây cái này size S thì cho các chị em mình từ 37 đến 44 cân. Em để nốt luôn cho các chị em mình là 90.000 đồng một cái. Hàng này nếu như mà Giang Doãn vẫn còn đang lãi của các chị em mình 500 một hào thôi. Hoặc là chưa cần lãi, em chỉ cần không lỗ thôi. Em Giang không bao giờ có lộc buôn lộc bán. Nói thẳng với các chị em mình luôn. 90.000 tròn, comment vào đây cho em là S90. S90, à quên lộc 1 giúp em ạ, à, lộc 1 giúp em nhá. 90.000 đồng đây em còn hai cái cho các chị em mình. Lộc 1 giúp em 90.000 một con quần bò. Bao cả giá nhập luôn, yên tâm cho em. Ai có quần bò này 90.000 đủ size đủ số liên hệ với em Giang. Em Giang ôm cho. Comment vào đấy cho em là lộc 1 nắng nữ em lên rồi, hết hàng rồi chị ơi. Đúng rồi, trước em sale 125 đến 128.000 đấy. Đây em để nốt luôn 90.000. Lộc 1 vào đây cho em luôn nha các chị nhá. Ui dồi ôi, 90.000 không phải 190.000 chị ơi. Chị Sen Vũ này là lấy hai cái lộc 1 à hay như nào đấy chị? Chị lấy hai chiếc này là lộc 1 cho chị lộc 1 chứ lại cứ comment lộ 1 nhỉ chị kia chứ cho buồn, em buồn quá. Không em không có gửi chung đơn đâu. Lộc 1 hai cái cho chị Sen Vũ luôn là hết hàng. Ok chị Sen Vũ nhá. Hết luôn hai cái. Cái gì đấy chị? Cặp đá à, mang lên cho Sen nốt. Còn bao nhiêu cái đấy? Ừ, sao lại còn được nhỉ? Tôi còn một cái để lại một cái để mặc luôn. Không chả bán nữa. Cái này có bác nào lấy bán không? Em còn mấy cái cặp đá này này. Cặp đá hàng đắt nhá, bán 99.000.
Còn cái này SML để nốt luôn cho các chị 85.000. Comment giúp em 85 kèm theo SML, nó có cả cạp đá vàng ấy. 47 cân trở lại mặc S, 52 cân trở lại mặc M và 56 cân trở lại mặc L. Comment cho em 85 kèm theo size SML luôn giúp em. 85.000 kèm theo size SML giúp em nhé cạp đá. Tomboy chuẩn mì Hàn cho các chị. Đấy, các bác nào mình lấy mình lên comment vào đây cho em 85.000 kèm theo size SML cho em luôn. Coi như là lỗ thẳng luôn, 99.000 là mới được có 7.000 một cái vào, 92.000 rồi, bán 85 lỗ 7.000 một cái luôn. Lộc 1 em không còn chị ơi. Một tuyết thuốc ngứa ok bác Đoàn Ngọc Thu. 85 size S cho chị Thanh Hà Phạm, hết luôn S. Em còn một cái M, một cái L, comment cho em 85ML. Cặp thường em còn chẳng bán 85.000 đâu, huống chi được cái cặp đá này cho các chị. Thật sự luôn rồi các chị, bình thường cặp thường cũng bán 85.000 đâu. Quần bò áo trẻ em có không? Em không chị ơi, Nguyễn Lý ơi nhá. Ông muốn comment quần bò với cả áo trẻ em thì buồn chết. Thế thì nhà còn ít cái áo cổ bẻ của Thảo nó nhờ bán ấy mà không, chứ chị để một cái cho sâu mặc đấy còn không? Mặc thường cái đấy còn không? 85 size L cho chị Hạnh Võ. Rồi 85 em còn một chiếc size M nữa là em hết. 85 em còn một cái size M. Đây, cái này cho các chị em mình. T1 một tip cho chị Đoàn Ngọc Thu. Ok Đoàn Ngọc Thu. Cái này còn từ số mấy mấy em? Tám mươi lăm size M cho chị Hương Lê không giấu là hết hàng. Ok chị Hương Lê, cái này thanh lý 49.000, mã là xả mấy đây, xả 7 đúng không? Xả 7 kèm theo cân nặng cho em ạ. À, hiện tại em chỉ còn từ 18 cân, em còn từ 18 cân đến 24-25 cân cho em nhé, còn từ 18 đến 25 cân cho em là hết hàng. Giá là 49.000, chất cốt tông, hàng đắt chứ không phải hàng rẻ đâu, áo bé. Còn từ 18 cân đến 25 cân cho em. Comment vào đây cho em luôn là xả 7 kèm theo cân nặng, 49.000 một chiếc nhá. Cái này con nhà em mặc đẹp lắm này. Comment vào đây cho em xả 7 T1 2 tuyết cho chị Sen Vũ. Ok chị Sen Vũ này. Bác nào mình lấy mình lên comment nhá, em tặng một món quà để em nghỉ đây. Xả 7 25 cân cho chị Hương Huế. Ok chị Hương Huế có 25 cân. Em chỉ còn từ tầm khoảng 18 cân đến tầm độ 25 cân cho em nữa. Giang có phông của bẻ người lớn không? Hết hàng rồi, phông của bẻ người lớn em không còn cái nào luôn. Đưa chị cái này này, còn bao nhiêu cái viền cổ giống vậy mặc, còn bao nhiêu cái viền cổ nhặt đây chị luôn, đẹp thế. Đưa cái gì nhặt nhanh lên cho cái nào. Đấy. Bỏ cái bên dưới ra, đấy. Kệ ra cho các chị nhìn nè, thôi đây chị bóc luôn ra, còn có ít thì chị bóc nốt. Đẹp lắm, cái này vừa thấy nhân viên nó mặc đẹp quá, giờ còn vài cái đi nốt cho các chị. Còn cái nào không chọn màu đâu nha các chị, không chọn màu đây, em còn mấy cái cho đi nốt. Comment vào đây cho em xả 8. Xả 8 em để nốt cho các chị 35.000 không chọn màu. Xả 8 cho em nhá, nốt 35.000 một cái không chọn màu luôn. Áo chất bô zip 38 cân nên các chị em mình 60 cân vẫn mặc được cho em luôn. Xả 8 kèm theo số lượng không chọn màu. Còn hai chiếc đen một chiếc đỏ, 35.000 nốt luôn. Hàng này em thanh lý còn đang 63.000 cơ. Xả 7 23 cân cho chị Phương Phạm kìa. Xả 8 cho Minh Minh Trần một cái, cho Anna Thảo Trần một cái. Còn một chiếc xả 8 nữa là hết. Không không có 30 cân, xả 8 cho Hương Lê đầy đủ giấu một cái hết hàng. Còn bao nhiêu em Miu Miu? Miu Miu này chỉ có hàng hoàn về mới còn thôi, chứ không là không thể còn được. Còn đâu nữa? Đây cái này em còn 4 cái nữa nhá. Cái này các chị comment vào đây cho em luôn, xả 9 em để nốt cho các chị em mình luôn. Cái này thì các chị biết quá đẹp luôn, 32.000 một cái luôn, không chọn màu cho em này. Bác nào lấy cả về mà bán cho em thì quá thích luôn. Hàng này em xả 55.000 các chị biết. Em còn bằng này em để nốt luôn 32.000. Mã cho em là xả 9 nhá, không chọn màu đâu. Xả 9 cho em không chọn màu, em còn 4 cái. Xả 9 cho em, chất của em đẹp tuyệt vời luôn. Xả 9 cho em không chọn màu này, này. Xả 9 cho em không chọn màu nhá. Xả 8 không còn. Xả 8 lấy hết có còn đâu. Xả 9 lấy hết, ok Phùng Thị Nhiên. Phùng Thị Nhiên lấy hết luôn, xả 9 không còn. Đưa cháu bạc phục này. Cái này tri ân cho mỗi bác một cái đi. Vào đây cho em nha, cái này để riêng này. Còn cái nào không? Mã này chứ còn đâu, mã này này, một mã này. Còn mã nào mà còn một là em cho vào luôn. À hình như là hôm trước chị nào hỏi mã tay bồng đây này. Cái đấy dồn ra đây cháu đi. Đây không nhầm là hôm trước bác nào hỏi em mã tay bồng nhỉ? Phải không ta? À không phải rồi.
cái này như cái kia rồi, cái này tay bồng có mỗi cái thôi, lẻ tẻ nên đưa chị, đưa chị được đấy. Cái này thôi coi như là em ra tặng comment vào đây cho em là mã tặng một nhá, cái này để riêng comment. Tặng một em cho mỗi chị một cái vào đây. Giá là mình được cái nào mình hoan hỉ cái đấy luôn cho em đây, em có bằng này cái. Giá cho các chị em mình bao nhiêu tiền ạ? 16.000 đồng một cái. Comment cho em là mã tặng một giá là 16.000 nhá. Mỗi người được một cái thôi. Mình được cái nào mình hoan hỉ cái đấy giúp em ra. Chứ đừng đòi là cho chị cái nọ cho chị cái kia. Nếu như đòi theo cái nọ chọn cái nọ cái kia thì cộng thêm cho em 50.000 trên một cái nhá. Cộng thêm 50.000 trên một cái. Còn đây comment em đã đọc luôn là tặng một rồi em cho mỗi người một cái, giá là bao nhiêu tiền? 16.000 đồng. Cộng thêm 50.000 còn chưa bằng cái giá cũ của em được không? Giá em 68-69.000 cơ mà. 16.000 đồng được cái nào hoan hỉ cái đấy cho em, mã là tặng một em, cái kia để riêng cho chị đấy em. Không để riêng cho chị cái đấy đi. Ui dồi ôi chết, em cứ cho lắm mà để chị bám chị nhà đi à. Đây bằng này thôi. Xả 725 cân cho Hiền Lưu một cái, cái áo có cổ của bé. Rồi tặng một cho Hoàng Hiền một cái, cho Mỹ Phẩm Bảo An một cái, cho Minh Minh Trần một cái, cho Trần Hoa một cái, cho Loan Hoàng một cái, cho Bùi Tuệ An một cái, cho Phương Phạm một cái, Phương Phạm một cái này, cho Hạnh Võ một cái, hết luôn không còn hàng. Để chết, chị bán 16.000 mà cứ còn bao nhiêu cái em nhặt hết vào như thế thì chị bán sư nó cả nhà đi. Hết luôn không còn, mã tặng một nữa nha các chị. Nó bằng đến là 1/5 cái giá nhập vào đó. Áo nhà giàu ấy. Mấy cái áo ta. Ôi trời ơi chết rồi. Nắng gì đây em? Ôi trời. Nắng dài còn hai cái này. Nó nào mình lấy mình lên comment nắng dài vào đây cho em luôn. VIP mấy, VIP 3 à? VIP 3 cho em đi các chị. 125.000 nhá, em còn size này từ 37 cân. 37 cân đến độ 50 cân cho em. Còn hai cái nắng hai lớp 125.000 một cái. Comment vào đây cho em là VIP 3. Còn có hai chiếc thôi. Không cần phải nghĩ ngợi luôn cho em nha, nắng dài hàng hai lớp. Hàng một lớp là xả hết 69.000 rồi, tặng một không còn các chị ơi. Tặng một hết nha. Cái này là VIP mấy? VIP 3 luôn cho em này, 37 cân đến 50 cân thoải mái cho em. VIP 3 vào đây cho em, comment rõ ràng là VIP 3 nha. Đấy, comment rõ cho em VIP 3 vào đây. Hàng hai lớp cho các chị em mình, hàng một lớp em xả 69.000 hết rồi. Comment giúp em là VIP 3, đừng comment tặng một nữa chị ơi. VIP 3 cho Nguyễn Hương một cái. Xả 7-18 cân cho chị Lý Hà kìa. Ok chị Lý Hà. VIP 3 em còn một chiếc nữa thôi là hết. Bác nào lấy lên cho em VIP 3, comment số điện thoại coi như em không đọc tên nha các bác nhá. Không còn tặng một nữa đâu. Ôi sao giờ này các chị mới lên tặng một thế? Em đang lên là VIP 3 từ đời nào rồi, tặng một không còn nữa đâu nhá. VIP 3 còn cái nữa là hết. Thì nào lấy lên và lấy cho em là VIP 3 luôn cho em. Để em nghĩ. Đừng lên là V3, em đọc rõ ràng là VIP 3 mà em đâu có đọc là V3 đâu. Em không đọc V3 nhá chị nhá. Nên phải comment chuẩn cho em chứ đừng lên là V3. Ôi nóng dã man luôn, vẫn chưa mưa đúng không mẹ? Đúng không? Vẫn chưa mưa luôn, sợ thật thời tiết. Đừng lên V3 chị ơi, lên VIP 3 đi em chốt cho để em nghỉ nào. VIP 3, ok VIP 3 cho Phương Phạm là hết hàng luôn không còn. Đấy VIP 3 cho Phương Phạm là hết luôn. Có mấy cái áo kiểu màu xanh này đưa nốt đây chị. Đây. Áo kiểu này em còn mấy cái, hết VIP 3 rồi các chị, không còn. Không còn VIP 3 đâu. Cái này comment mã xả đấy, xả 10 đúng không? Xả 10 nhá. Nay đừng có ai tị ai. Không là em nói thật là các chị tị nhau ngay. Cái này em chốt cho mỗi người được một cái, 59.000 em nghỉ luôn. Không ai tị ai nha, 38-39 cân đến 60 cân cho em. Cuộc đời em chưa xả con này và chưa bao giờ em nghĩ em để cho các chị 59.000 luôn. Em nói thề với các chị luôn. Bản thân em nhập cả mấy nghìn cái không có giá 59.000 nhá. Còn mấy cái em đếm luôn cho chị đi. 59.000 thì chắc chắn là sạch sẽ rồi chứ làm gì còn được. Kể cả bây giờ còn bằng này còn được bao nhiêu cái? 8 cái tất cả thôi. Comment vào đây cho em mã xả 10, 59.000 cho các chị em mình áo kiểu chuẩn cho các chị em mình loại xịn sò luôn. Chuẩn cho các chị mã xịn này, xịn sò luôn, không còn xả 3 đâu. Comment vào đây cho em là mã xả 10. À không còn VIP 3 đâu, xả 10 cho em 59.000. Lần đầu tiên các chị mua được cái này. Khẳng định các chị em mình có mua người ta sale 99.000. Còn không giá là 130.000. Em để nốt luôn 59.000. Xả 10 cho Minh Minh Trần một cái, cho Hương Huế một cái, cho Nguyễn Hương một cái. Nguyễn Hương có luôn nắng ngắn không còn XL nữa rồi bác ạ, hết hàng rồi đấy. Minh Minh Trần có xả 10 rồi đấy các chị.
Ôi giời ơi, ngon bổ rẻ cho các chị luôn. Ok, cho chị T1 là thuốc ngứa cộng với mã cuối là váy. Ok, bác Trang Huyền Phạm nhá. Xả 10 cho Hồng Nhung một cái. Xả 10 với cả xả 7, 25 cân ok cho bác Kem Ốc. Kem Ốc có xả 10 và xả 7, 25 cân nhá. Đấy, còn chị nào xả 10 còn mấy cái nữa gì? 3 cái xả 10 cho Trần Hoa một cái. Ok, Trần Hoa có luôn xả 10 này. 59.000 các chị ơi, không có tị nhau. Xả 10 cho Hạnh Võ một cái. Ok, chị Hạnh Võ. Bác nào lấy xả 10 lên nốt vào đây cho em xả 10, còn cái cuối cùng hết. Bàn chải đánh răng bé là T2, chị ơi lên bao nhiêu rồi, giờ này vẫn hỏi bàn chải đánh răng bé lên chưa nữa. Bàn chải đánh răng bé em lên rồi nhá, mã là T2, 15.000 đồng một set 4 cái. Rồi em nghỉ nha các chị, cảm ơn tất cả các chị, các em mình đã theo dõi livestream. Cảm ơn mọi người thật nhiều, chúc tất cả các chị em mình ngủ ngon nha. Cảm ơn mọi người nhiều. T1 cho chị Nguyễn Hạnh Nguyên luôn. T1 là thuốc ngứa, T2 là dít đánh răng bé, kéo là K39, khăn tắm là khăn tắm kèm theo số lượng. Váy á, váy em đang mặc mà. Chứ còn em có lên váy nào đâu. Em không còn đùi nam hiện tại em cháy hàng. Minh Đào chuyển khoản này, Trần Trung Kiên là ai đây? Trần Trung Kiên chuyển khoản này, Kim Ngọc đã chuyển khoản này. Ừ, nghỉ sớm thế thôi em ạ. Sâu sâu, buồn buồn, nghỉ sớm thế thôi. Phải tích cực thay nhau lên mà like đấy. Huyền Anh với Bảo Cường với Hiền Tuệ còn một con bé xinh xắn, còn một bộ số à. Thôi chả, cảm ơn mọi người nhiều nha. Cho chị một còn mấy bộ lụa này, có chị em nào mình ôm cá không, mang đây chị nào. Hết nhắc hết lên đây cho chị bộ lụa đấy, còn bao nhiêu bộ, còn bao nhiêu bộ lụa này, có bác nào mình thích không, cứ 40 cân đến 60 cân là được hết. Có mỗi cái bộ này hoa xấu xấu là em bỏ riêng luôn, còn đây của em toàn hàng đắt thôi. Bộ lụa này có bác nào thích không, hoa xấu xấu thì bỏ riêng luôn. Cái này cho các chị em mình, chủ yếu của em là còn một mã này đây này các bác này, nguyên mã này của em là đã còn bằng này bộ rồi. Cái này bác nào mà mình lấy mình lên comment vào đây cho em GT mấy em thôi. Lụa nha, đừng so sánh với lanh. GT11 58.000, không chọn màu, mỗi người một bộ, không chọn màu, không chọn mã đâu. 40 cân nhân 60 cân cho em. Mã cho em là GT11 nhá, mỗi người một bộ thôi này. 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 bộ, 9 bộ thôi còn đây. GT11 ở đấy cho em 58.000 luôn, mỗi người một bộ. Comment nốt vào đấy cho em, mình lấy cho bộ đấy vào đi. Tiếc quá mà không cho nốt cả. T2 cho chị Đoàn Ngọc Thu kìa. Mai chị chuyển khoản nhé. Ok bác Đỗ Hồng Lê. Mày không lên nội diện hả? Comment vào đấy cho em GT11 nhé. Em nghỉ đây các bác ơi. Ôi giời ơi. The Bluetooth device is ready to pair. Cái này tắt như nào đây? Cái gì em? Rồi, tắt rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chỗ chị mất điện nóng quá, nóng dã man luôn đấy chị nhỉ. Em là phải để cả. Thế mấy đứa này mình định tìm nhà. Lương thì cũng ổn định, kiếm được cái nhà mà ở đấy. Mấy đứa? Thương là 7 gì? 7 đứa thì chị cho 3 triệu. Còn đâu là bù thêm vào. Đấy, tìm đến thêm một cái nhà ra mà ở cho nó thoải mái. Chứ còn gì nữa. Chúng mày cứ toàn tiếp vòng quanh, tiếp vòng quanh. Mua lại tìm đến cái nhà thuê nhá. Tầng 1 chỉ có để xe này, nấu ăn này. Đấy, còn tìm cái nhà nó có tầm khoảng 4 phòng là quá được rồi. 3 phòng, 4 phòng là ổn rồi. Mày không không chịu chi rồi, không chịu chi mày tối về ngủ làm sao được. Không ngủ được cái đây này. Đấy. Nhịn ăn nhịn ngủ. Không dám mua điều hòa, đến lúc phải làm lên Shopee làm đơn nữa đây là thôi rồi. Không còn quần ống rộng đâu các chị ơi. 5.000. Bye bye mọi người nha. Ăn mì tôm. Cảm ơn các chị. Trứng.
Chúc mọi người GT11 cho chị Hà Thanh Nhàn một bộ. Cái em kia, ok chị Hà Thanh Nhàn một bộ. Bye bye các chị, chúc các chị ngủ ngon nhá.